Thiên 7, Quân Tranh. Phạm phép dùng binh, tướng soái nhận lệnh vua mà trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau mới bày trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc giành lợi thế là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Cho nên, tuy đi đường vòng, song lấy lợi nhỏ mà dụ địch, mới có thể xuất phát sau kẻ địch mà lại tới trước yếu địa cần chiếm. Như thế là hiểu được phương pháp biến cong thành thẳng. Cho nên quân tranh vừa có cái lợi, vừa có cái nguy hiểm. Nếu đem toàn quân có trang bị nặng đi tranh lợi, thì không thể đến nơi dự định đúng thời gian. Nếu bỏ lại trang bị nặng đi tranh lợi, thì trang bị nặng sẽ bị tổn thất. Do vậy, cuốn giáp tiến gấp, ngày đêm không nghỉ, đi 100 dặm mà tranh lợi, thì tướng lĩnh ba quân có thể bị bắt. Lính khỏe tới trước, lính yếu tới sau, cuối cùng chỉ có 1/10 binh lực đến trước. Đi 50 dặm tranh lợi, tướng lĩnh tiền quân sẽ bị ngăn chặn, chỉ có 1/2 binh lực tới trước. Đi 30 dặm tranh lợi, chỉ có 2/3 binh lực tới trước. Do vậy, quân đội không có trang bị nặng ắt thua, không có lương thực ắt chết, không có vật tư ắt khó sống. Chưa hiểu ý đồ chiến lược của các nước chư hầu, không thể tính việc kết giao, chưa thông thạo địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân, không dùng người dẫn đường không thể chiếm được địa lợi. Cho nên dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa giả trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Cho nên, quân đội hành động thần tốc thì nhanh như lốc cuốn, hành động chậm rãi thì lừng lững như rừng rậm. Khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn nấp thì như bóng tối, khi xung phong thì như sấm sét. Chiếm được làng xã, phải phân binh đoạt lấy, mở rộng lãnh thổ, phải phân binh trấn giữ, cân nhắc lợi hại, được mất rồi mới tùy cơ hành động. Trước hết phải hiểu rõ phương pháp biến cong thành thẳng để giành thắng lợi, ấy là nguyên tắc quân tranh. Quân chính nói, khi tác chiến mà dùng lời nói chỉ huy e nghe không được, nên cần đến chiêng trống, dùng động tác e nhìn không thấy, nên cần đến cờ xí. Cho nên đánh trận ban đêm phần nhiều dùng chiêng trống, đánh ban ngày dùng cờ xí. Chiêng trống, cờ xí dùng để thống nhất hành động của toàn quân. Toàn quân đã hành động nhất trí, thì người lính dũng cảm không thể tiến một mình, người lính nhút nhát cũng không thể lùi một mình. Đó là phương pháp chỉ huy toàn thể bộ đội tác chiến. Đối với quân địch, có thể làm tiêu tan nhuệ khí của chúng. Đối với tướng địch, có thể làm dao động quyết tâm của họ. Sĩ khí của quân đội lúc mới giao chiến thì hăng hái, sau một thời gian dần suy giảm, cuối cùng tiêu tan. Cho nên người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí của địch khi chúng mới tới, chờ khi nhuệ khí đó tiêu tan mà đánh. Đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân ta đối phó với sự hỗn loạn của địch, lấy sự bình tĩnh của quân ta đối phó với sự hoang mang của địch. Đó là cách nắm vững tâm lý quân đội. Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói. Đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Không đi chặn đánh kẻ địch đang có hàng ngũ chỉnh tề, chặt chẽ. Không đánh địch có thế trận và lực lượng hùng mạnh. Đó là cách nắm vững biến hóa cơ động. Cho nên, nguyên tắc dùng binh là địch chiếm núi cao thì không đánh lên, địch dựa vào gò đống thì không nên đánh chính diện, địch giả vờ thua chạy thì không nên đuổi theo, địch tinh nhuệ thì chưa nên tiến đánh. Địch cho quân ra nhiều mồi thì hãy mặc thấy chúng, địch rút về nước thì không nên chặn đường, bao vây địch nên chừa một lối thoát, địch đã cùng khốn, không nên quá bức bách chúng. Đó là phép dùng binh. Tóm tắt nội dung, Thiên quân tranh chủ yếu nói về quy luật cơ bản để dành điều kiện có lợi trong tình huống thông thường. Tư tưởng trung tâm là làm cách nào để có lợi, tránh hại, bảo đảm trong quá trình triển khai và tiếp cận địch, quân đội của mình chiếm được lợi thế trước. Tôn Tử đề cao việc giành lấy địa vị tác chiến có lợi, lập luận một cách biện chứng về cái lợi và cái hại của quân tranh. Ông chủ trương trong khi triển khai quân, phải biết biến cong thành thẳng, biến hại thành lợi. Để bảo đảm thắng lợi của quân tranh, Tôn Tử đề cao việc chuẩn bị đầy đủ các phương diện và điều kiện, như phải hiểu ý đồ chiến lược của các nước, phải thông thuộc địa hình, phải dùng người dẫn đường. Tôn Tử yêu cầu người chỉ huy tác chiến, trong quá trình vận động tiếp cận địch, từ đầu tới cuối phải kiên trì và quán triệt nguyên tắc chỉ đạo dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa giả trá. Phải xem xét lợi hại, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật, phải nắm vững sĩ khí, tâm lý, sức chiến đấu của quân đội. Phải cổ vũ tinh thần, thống nhất hiệu lệnh, linh hoạt ứng biến, nắm chắc thời cơ để giành thắng lợi. Cuối cùng, ở cuối thiên, Tôn Tử còn tổng kết 8 phép dùng binh, trong đó không tránh khỏi hạn chế nhất định về lịch sử, nhưng vào thời Tôn Tử đang sống, đó là những chân lý tối cao. Quân tranh chỉ nan giả, dĩ vu vi trực, dĩ hoạn vi lợi. Cái khó nhất của việc giành lợi thế là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tôn Sách biến cong thành thẳng, đánh Vương Lãng. Tôn Sách, tự Bá Phù, là anh của chúa nước Ngô, Tôn Quyền, thời Tam Quốc. Tôn Sách có tài dùng binh sắc sảo, mạnh mẽ, thần tốc, đánh đâu thắng đó, kế tục sự nghiệp của cha là Tôn Kiên, chiếm cứ Giang Đông. Tuy Tôn Sách chết khi mới 26 tuổi, nhưng đã đặt cơ sở đầy đủ để sau đó Tôn Quyền sáng lập nước Ngô. Năm 196, Tôn Sách cất quân từ Tiền Đường, gần Hàng Châu, Chiết Giang, xuôi sông Tiền Đường xuống phía nam tới đánh thành Cố Lăng do Thái thú hội kê là Vương Lãng trấn giữ, Cố Lăng trấn Tây Hưng, huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Vương Lãng dựa vào công sự kiên cố để phòng thủ. Tôn Sách mấy lần từ dưới sông đánh lên thành đều không có kết quả. Chú ruột của Tôn Sách là Tôn Nghi đề nghị đi vòng ra phía sau lưng, phía nam Cố Lăng là Cha Độc, đông nam Tiêu Sơn, Chiết Giang mà đánh Vương Lãng. Tôn Sách cho rằng đó chính là phép biến cong thành thẳng, biến hại thành lợi, liền nghe theo. Thực hiện cách đánh đó, Tôn Sách ra lệnh. Mấy ngày vừa qua mưa liên tục, nước sông đục ngầu, binh sĩ uống vào đều bị đau bụng, hãy lập tức chuẩn bị mấy trăm chum nước trong. Đến đêm, trước khi kéo quân đi, Tôn Sách đổ dầu vào các chum nước rồi đốt cháy. Giả như quân chủ lực vẫn ở phía chính diện thành Cố Lăng để đánh lừa Vương Lãng, rồi ngầm chia binh theo đường vòng đến Cha Độc, rồi từ phía sau lưng tập kích đồn Cao Thiên. Vương Lãng nghe tin cả kinh, phái thái thú Đan Dương là Chu Hân đem quân đi cứu. Tôn Sách sớm đã trăng lưới chờ sẵn. Quân Chu Hân tiến tới trận địa, bày sẵn bị đánh tơi bời, Chu Hân bị giết, tàn quân bỏ chạy tán loạn. Vương Lãng tự biết không địch nổi Tôn Sách nên theo đường sông rút lui về Đông Giã, Phúc Châu. Tôn Sách thúc quân truy kích, chiếm Đông Giã, Vương Lãng phải đầu hàng. Vùng hội kê vậy là đã được bình định. Vu Kỳ Đồ Nhi dụ chi dĩ lợi, hậu nhân phát, tiên nhân trí. Tuy đi đường vòng, nhưng lấy lợi nhỏ mà dụ địch, mới có thể xuất phát sau kẻ địch mà lại lấy trước yếu địa cần chiếm. Triệu Sa dụ địch đến Yên Dự tiêu diệt. Thời Chiến Quốc, năm Triệu Huệ Văn Vương thứ 29, năm 270 trước công nguyên, nước Tần phái Trung Canh, tức vị thứ 13 của Tần, là Hồ Dương đi đánh Triệu. Vượt qua địa khu thượng đảng của nước Hàn, bao vây thành Yên Dự, một vị trí hiểm yếu của nước Triệu. Vua Triệu vời đại tướng Liêm Pha vào hỏi, có thể đi cứu được không? Liêm Pha đáp, đường vừa xa vừa nhỏ hẹp, khó cứu. Vua Triệu lại vời đại tướng Nhạc Thừa. Nhạc Thừa cũng trả lời như Liêm Pha. Vua hỏi thêm Triệu Sa, ông đáp, đánh nhau ở nơi đường xa và nhỏ hẹp giống như hai con chuột cắn nhau trong hang, con nào dũng cảm hơn sẽ thắng. Thế là vua Triệu cử Triệu Sa làm tướng, cất quân đi cứu thành Yên Dự. Triệu Sa vốn chỉ là một viên quan thu thuế, nhưng rất nghiêm minh, đã giết 9 gia thần của Bình Nguyên Quân Triệu Thắng về tội chống thuế. Bình Nguyên Quân cả giận, định giết Triệu Sa, nhưng thấy ông là một nhân tài, tiến cử với vua Triệu. Vua Triệu giao cho Triệu Sa quản lý việc thuế khóa cả nước, quả nhiên kho lẫm lúc nào cũng đầy, đâu ra đấy, vua rất quý mến. Quân đội rời kinh đô Hàm Đan, tiến về phía tây 30 dặm thì dừng. Triệu Sa muốn lừa quân Tần, truyền lệnh, người nào tới bàn việc quân, hối thúc tiến quân cứu viện, sẽ bị chém đầu ngay. Quân Tần tiến đến Võ An, tỉnh Hà Bắc, hạ trại, uy thế ghê gớm, ngày đêm diễn tập, thao luyện, chiêng trống hò hét vang động một góc trời. Trong khi đó, trong quân Triệu có một tướng không nhịn được, đề nghị Triệu Sa gấp đi cứu Võ An. Triệu Sa lệnh chém đầu, kiên quyết án binh bất động, chỉ tăng cường công sự phòng ngự suốt 28 ngày. Quân Tần phái người sang bên quân Triệu để dò xét tình hình. Triệu Sa biết vậy, tiếp đãi tử tế xong mới tiễn ra về. Người nọ trở về nói lại tình hình, tướng Tần nghe vậy cả mừng, nói Triệu Sa mới rời kinh đô 30 dặm đã dừng lại phòng thủ, xem chừng chỉ vài ngày nữa quân ta sẽ chiếm được Yên Dự. Khi gián điệp Tần về rồi, Triệu Sa lập tức hạ lệnh nhổ trại. Quân Triệu hành quân như lốc cuốn, sau một ngày đêm đã tới Yên Dự. Quân Tần nghe tin, biết là bị lừa, vội kéo toàn bộ binh mã tới sau. Tình thế căng thẳng, sắp xảy ra quyết chiến. Trong quân Triệu bỗng có một người lính tên là Hứa Lịch liều chết xin vào gặp Triệu Sa để bàn về tác chiến. Triệu Sa cho phép vào. Hứa Lịch nói, quân Tần tuy không ngờ chúng ta lại tới đây nhanh vậy, nhưng khí thế của chúng rất mạnh, xin tướng quân tập trung binh lực, chuẩn bị tác chiến. nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Triệu Sa nói, theo quân lệnh đã ban, ngươi hãy chuẩn bị chịu chém. Hứa Lịch không chút run sợ, vậy tướng quân hãy chém tôi luôn đi. Không ngờ Triệu Sa lại nói, đó chỉ là lệnh khi mới rời Hàm Đan, hiện không thích hợp nữa. Vậy ngươi nói xem nên đánh cách nào? Hứa Lịch nói, quân ta phải nhanh chóng chiếm dãy núi phía Bắc Yên Dự. Ai chiếm được nơi ấy trước, người ấy sẽ thắng. Triệu Sa nghe theo, điều 1,000 quân đi chiếm dãy núi ấy. Quân Tần đến chậm một bước, bị quân Triệu chặn đánh quyết liệt, tên bắn xuống như mưa, không sao lên được. Triệu Sa thấy thời cơ đã chín muồi, liền hạ lệnh tổng công kích từ 4 phương 8 hướng. Quân Tần thảm bại. Hồ Dương thấy quân mình quẳng cả áo giáp và vũ khí mà chạy, ra lệnh thu quân. Yên Dự được giải vây. Triệu Sa kéo quân về Hàm Đan. Vua Triệu phong ông tước Mã Phục Quân, địa vị ngang với Liêm Pha. Hứa Lịch vì có công hiến kế, cũng được thăng hàm quốc úy. Quyển giáp nhi su, nhật dạ bất xử, bội đạp kiêm hành, bách lý nhi tranh lợi, tắc cầm tam quân tướng. Cuốn giáp tiến gấp, ngày đêm không nghỉ, đi 100 dặm mà tranh lợi, thì tướng lĩnh 3 quân có thể bị bắt. Lý Quảng Lợi đem quân mệt mỏi đánh giặc. Hán Võ Đế, năm Trinh Hòa thứ 3, năm 90 trước Công nguyên, tháng Giêng, hùng nô đem binh đánh phá Ngũ Nguyên, Tây Bắc thị trấn Câu Đầu, Mông Cổ và Tiểu Tuyền, giết 2 đô úy giữ thành. Hán Võ Đế cử nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi đem 7,000 quân tới Ngũ Nguyên đánh lại Hung nô. Sau khi Lý Quảng Lợi xuất quân đến biên giới, Hung nô phái Hữu Đại Đô đốc Hòa Vệ Luật, vốn là tướng Hán sang hàng Hung nô, được Hung nô phong tước Đinh Linh Vương, dẫn 5,000 kỵ binh đến cửa ải Phù Dương Câu, chặn quân Hán. Quân Hán vào trận, nhuệ khí đang hăng, lại chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, quân Hung nô đại bại, phải rút chạy. Quân Hán thừa thắng truy kích lên phía Bắc đến tận thành Phạm Phù Nhân. Thấy quân Hán thế mạnh, Hung nô bỏ thành mà chạy. Em gái của Lý Quảng Lợi được Hán Võ Đế sủng ái, sinh được một con trai, được phong tước Ai Vương. Lý Quảng Lợi trước khi xuất chinh từng bàn mưu với thừa tướng Lưu Khuất Mao để nhà vua lập Ai Vương làm thái tử. Lý Quảng Lợi đang tiến quân thì mưu kế kia bị bại lộ, thừa tướng Lưu Khuất Mao bị chém đầu, gia quyến vợ con Lý Quảng Lợi bị bắt giam. Lý Quảng Lợi ở xa nghe tin vừa buồn vừa lo sợ. Thuộc hạ của ông là Hồ Á Phu nói với ông, gia đình tướng quân đều bị giam cầm, nếu tướng quân trở về thì chỉ có thể cùng gặp họ trong nhà lao mà thôi. Lý Quảng Lợi do dự, thầm biết không có đường về, chỉ còn cách lập công chuộc tội, tiếp tục dục quân tiến lên phía Bắc, đến tận sông Chất Cư. Lúc này, quân Hung nô đã rút xa hơn nữa. Lý Quảng Lợi đem 2,000 binh mã vượt sông Tây đối diện với 2,000 quân của Tả Hiền Vương Hung nô. Đôi bên đánh nhau một trận kịch liệt suốt ngày. Tả đại tướng của Hung nô tử trận, quân sĩ thương vong nặng nề. Quân Hán cũng tổn thất nặng. Lý Quảng Lợi dẫn quân đến núi Yên Nhiên. Quân Hán trải qua đường dài 1,000 dặm, người ngựa đã mệt, nhuệ khí bản đầu đã hết. Hung nô Đơn Vu biết vậy, đích thân dẫn 5,000 kỵ binh chặn đánh. Trải qua một trận kịch chiến, đôi bên đều tổn thất, quân Hán càng mỏi mệt. Đêm ấy, Hung nô cho đào một dải hào sâu mấy thước ở phía trước doanh trại quân Hán. Sau đó quân Hung nô vòng ra sau lưng quân Hán mà tấn công. Quân Hán muốn tiến không được, lui không xong, tức thời rối loạn. Lý Quảng Lợi thấy quân sĩ không còn ý chí chiến đấu đành đầu hàng. Hung nô Đơn Vu đem con gái của mình gả cho Lý Quảng Lợi và quý mến hơn cả Vệ Luật. Vệ Luật rất ghen ghét với Lý Quảng Lợi. Một lần, nhân mẹ của Đơn Vu bị bệnh, Vệ Luật xúi thầy phù thủy nói là phải giết Lý Quảng Lợi để tế các binh sĩ Hung nô bị chết thì mới khỏi. Thế là Lý Quảng Lợi bị giết. Bất chi chư hầu chi mưu giả, bất năng dự giao. Không hiểu ý đồ chiến lược của các nước chư hầu, không thể tính việc kết giao. Sở Hoài Vương ngoại giao sai lầm, thất bại nhục nhã. Năm Chu Noãn Vương thứ 2, năm 313 trước Công nguyên, sau khi uy phục Hàn, Ngụy, nước Tần mưu đồ đánh Tề. Vì Tề liên minh với cường quốc phía nam của Tần là Sở, đôi bên liên hệ rất mật thiết, Tần sợ đánh Tề sẽ bị Sở đánh sau lưng mình. Tần Huệ Vương phái Trương Nghi sang Sở nhằm phá vỡ liên minh Tề Sở, sau đó sẽ đánh bại từng nước. Trương Nghi sang Sở, chưa vội vào yết kiến vua Sở, mà dùng rất nhiều tiền của châu báu đến bái yết sủng thần của vua Sở là Cận Thượng và Hoàng hậu Trịnh Tụ, sau đó mới nhờ Cận Thượng dẫn vào gặp vua Sở. Trương Nghi nói với Sở Hoài Vương, Tần Vương kính trọng Đại Vương hơn ai hết, Ước vọng cao nhất của Trương Nghi này là muốn Đue giúp Đại Vương. Người mà Tần Vương với Trương Nghi này căm hận nhất là vua Tề. Nay Đại Vương lại kết giao với vua Tề, khiến cho vua tôi Trương Nghi này vô cùng khó xử. Nếu Đại Vương tin Trương Nghi này mà tuyệt giao với Tề, thì Tần sẽ đem 600 dặm đất Thương Ô và mỹ nữ nước Tần hiến cho Đại Vương. Như vậy, đối với Sở mà nói, vừa làm yếu Tề, vừa kết thân với Tần, lại quả được đất Thương Ô, không phải là được một lần cả ba việc tốt đó sao? Sở Hoài Vương cảm mừng, lập tức đồng ý với kiến nghị của Trương Nghi. Quần thần đều chúc mừng Sở Hoài Vương không tốn một người lính đã có 600 dặm đất. Duy chi có khách khanh Trần Trần tỏ vẻ không vui. Sở Hoài Vương cả giận, hỏi duyên cớ. Trần Trần thẳng thắn đáp, thần cho rằng đất Thương Ô còn chưa được, thì Tề đã liên minh với Tần, lúc bấy giờ sẽ là đại họa cho nước Sở chúng ta. Sở Hoài Vương chưa hiểu, Trần Trần lại tiếp, nay Tần sở dĩ đề cao nước Sở là vì Sở với Tề liên minh. Nếu ta tuyệt giao với Tề, Sở sẽ bị cô lập. Trương Nghi về đến Tần nhất định sẽ nuốt lời hứa, như vậy đất ta không được, lại tuyệt giao với Tề, liên quân Tề Tần mà kéo đến Sở. Hoài Vương bảo Trần Trần im và nói, người xem thường chấm quá. Sở Hoài Vương trao tướng ân và tặng nhiều vàng bạc cho Trương Nghi, nhờ Trương Nghi về thuyết phục Tần Vương chuyển giao 600 dặm đất Thương Ô cho Sở và lệnh tuyệt giao với Tề. Khi Trương Nghi trở về, Sở Hoài Vương phái một tướng đi theo để nhận đất. Ai ngờ khi xe đến nước Tần, Trương Nghi giả bộ té xe quẻ chân, 3 tháng không vào triều. Việc nhận đất Thương Ô không hề được nhắc tới. Sở Hoài Vương cho rằng Trương Nghi cố ý kéo dài là do nghi ngờ Sở chưa hoàn toàn tuyệt giao với Tề, nên sai một số quân lính đến biên giới nhục mạ vua Tề. Vua Tề cả giận, cử sứ thân sang bàn việc liên minh với nước Tần. Bây giờ Trương Nghi mới lại vào triều, giả bộ kinh ngạc nói với viên tướng sứ giả nước Sở, sao tướng quân chưa đi nhận đất? Thôi để Trương Nghi này đem tặng 6 dặm đất của ta cho Sở Vương vậy. Viên tướng ngạc nhiên, Sở Vương bảo tôi đi nhận 600 dặm đất Thương Ô, sao lại chỉ có 6 dặm? Trương Nghi đáp, tướng quân nghe nhầm đấy. Sứ giả trở về tâu với Sở Vương, Sở Vương cả giận, chuẩn bị cất quân đánh Tần. Lúc này Trần Trần bước ra nói, bấy giờ đánh Tần không bằng cắt đất cho Tần để cùng Tần hợp binh đánh Tề. Ta tuy mất đất cho Tần, nhưng còn lấy lại nước Tề, giữ được an toàn cho đất nước. Sở Vương không nghe, cử tướng Quất Cái đem 10 vạn quân đánh Tần. Tần sớm đã đề phòng, phái Ngụy Trương đem binh chống cự. Đôi bên đánh nhau to ở Đơn Dương. Giữa lúc ấy, Tề cử đại tướng Khương Trương đem 5 vạn quân giúp Tần đánh Sở. Quất Cái không địch nổi liên quân Tần Tề, thua to. Quân Tần giết 8 vạn, bắt sống Quất Cái và thuộc hạ tổng cộng hơn 70 người, chiếm hơn 600 dặm đất Hán Trung của Sở. Sở Vương không cam thất bại, dốc toàn bộ lực lượng đánh Tần lần nữa. Trận đánh lớn ở Lam Điền, quân Sở đại bại. Hai nước Hàn, Ngụy thấy Sở bại trận, thừa cơ liên hợp đánh Thạp Hà của Sở. Sở phải rút quân về, cắt 2 thành cho Tần để giảng hòa. Sở Hoài Vương ngoại giao sai lầm, không những chủ lực bị tiêu diệt mà còn mất vùng đất Hán Trung trọng yếu, để Sính Đô cũng bị Tần uy hiếp. Bất chi sơn lâm, hiểm trở, thủ trạch chi hình giả, bất năng hành quân, chưa nắm được địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân. Lý Tư Nguyên nắm địa hình, cứu U Châu. Thời Hậu Lương, tháng 3 năm Trinh Minh thứ 3, năm 917, thủ lĩnh Khiết Đan là A Cảo Cơ Thân Trinh dẫn đại quân nam tiến, đánh bại quân Tấn ở Tân Châu, huyện Nhai Lộc tỉnh Hà Bắc, thừa thắng bao vây U Châu, phía tây nam thành Bắc Kinh. 30 vạn đại binh Khiết Đan vây chặt U Châu, doanh trại san sát khắp núi đồi và đồng bằng. Trấn thủ U Châu là Lư Long Tiết độ sứ Chu Đức Uy một mặt chỉ hay quân chống cự, một mặt cử người về cấp báo với vua Tấn. U Châu là trọng điểm quân sự phía Bắc, Chu Đức Uy lại là thượng tướng của Tấn, lỡ có bề gì hậu quả khó lường. Vua Tấn là Lý Tồn Húc lập tức triệu quần thần thương nghị. Thời ấy Tấn và Hậu Lương đang đánh nhau to ở Hà Bắc, đa số tướng lĩnh cho rằng U Châu có thành trì kiên cố, Chu Đức Uy mưu trí, dũng cảm, tạm thời chưa cần chia binh đi cứu viện. Duy có vài ba người, như Lý Tư Nguyên, dứt khoát chủ trương đem binh đi cứu cấp, Lý Tư Nguyên tự xin làm tiên phong. Lý Tồn Húc nghe chư tướng bàn bạc, sớm đã hạ quyết tâm cứu viện U Châu. Ý kiến của Lý Tư Nguyên củng cố thêm quyết tâm của nhà vua, nên lập tức cử Lý Tư Nguyên chuẩn bị xuất binh. Tháng 4, Lý Tồn Húc lệnh Lý Tư Nguyên đi tiên phong, Yên Bảo chỉ huy hậu quân, Sau đó nhà vua sợ chưa đủ lại phái Lý Tồn Thẩm đi tăng viện. Tháng 7, ba đạo quân hội hợp tại Dịch Châu, huyện Địch, tỉnh Hà Bắc. Tổng cộng bộ binh và kỵ binh là 7 vạn người. Các tướng bàn nhau cách tiến quân như nào. Lý Tồn Thẩm nói, địch đông ta ít, địch nhiều kỵ binh ta nhiều bộ binh. Nếu đôi bên giao chiến ở đồng bằng, địch dùng ưu thế tuyệt đối về kỵ binh thì quân ta sẽ bị tiêu diệt. Lý Tư Nguyên tiếp lời, tôi nghĩ không chỉ vậy. Vì địch đã chiếm trận địa trước nên kỵ binh địch tha hồ cơ động ở vòng ngoài, còn quân ta phải đem lương thực theo cùng. Nếu gặp địch ở đồng bằng, kỵ binh địch sẽ dễ dàng cướp lương thực ta thì quân ta không đánh đã phải lui. Thế là Lý Tư Nguyên quyết định tiến quân theo đường núi. Dù có gặp địch, cũng có thể dựa vào địa hình hiểm trở mà phòng thủ, khiến kỵ binh địch không phát huy được sở trường. Vì vậy, sau khi xuất phát từ Dịch Châu, quân Tấn không tiến thẳng tới U Châu ở Đông Bắc, mà lên phía chính Bắc. 7 vạn quân Tấn vượt qua Đại Phòng Lãnh, Tây Bắc huyện Phòng Sơn, tỉnh Hà Bắc, theo khe núi vòng sang phía Đông. Lý Tư Nguyên cùng con trai Lý Tòng Kha dẫn 3.000 kỵ binh đi ở hàng đầu. Quân tiến đến cách U Châu 60 dặm, bất ngờ gặp kỵ binh Khiết Đan. Quân Khiết Đan kinh hoàng, quay ngựa chạy. Quân Tấn tức thời chia làm hai cánh bám theo. Quân Khiết Đan chạy trên núi, quân Tấn đuổi theo hẻm núi. Mỗi khi tới cửa rừng, kỵ binh Khiết Đan lại thừa cơ chặn đánh. Cha con Lý Tư Nguyên phải tử chiến mới dẫn quân tiếp tục tiến qua Đüe. Trải qua mấy phen như vậy, quân Tấn mới ra tới cửa rừng cuối cùng. Nào ngờ họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã lạnh người vì đã thấy hơn 1 vạn kỵ binh Khiết Đan ở trước mặt. Thắng bại chính ở lúc này đây. Lý Tư Nguyên thầm hạ quyết tâm, rồi dẫn hơn 100 kỵ binh tiến trước. Ông quẳng mũ, chỉ thẳng roi ngựa về phía trước và dùng tiếng Khiết Đan quát lớn, các người vô cớ xâm phạm biên cương nước ta. Tấn Vương cử ta đem 100 vạn hùng binh đến thẳng Tây Lâu, kinh đô của Khiết Đan nay ở trên đất Mông Cổ, để tiêu diệt bọn bay. Nói đoạn, Lý Tư Nguyên thúc ngựa xông thẳng vào đội hình quân Khiết Đan, giết ngay một tướng địch. Tướng sĩ quân Tấn thấy chủ soái thần dũng, hăng hái xông lên giết địch. Kỵ binh Khiết Đan từ từ rút dần về phía sau, quân Tấn bám theo, toàn bộ ra khỏi cửa rừng, phía trước đã là đồng bằng trống trải. Đây đã không còn rừng núi che chở, rất dễ bị kỵ binh địch tiến đánh, nên Lý Tồn Thẩm sai bộ binh chặt cây làm các chạc ba, mỗi người mang theo một cái. Mỗi khi dừng chân, họ dùng chạc cây dựng thành bờ rào trại. Kỵ binh Khiết Đan chạy vòng bên ngoài thì từ bên trong hàng vạn mũi tên bắn ra như mưa, quân địch trúng tên, xác chết ngổn ngang. Quân Tấn tới gần U Châu, quân Khiết Đan dàn trận chờ sẵn. Lý Tồn Thẩm hạ lệnh bộ binh chờ ở phía sau, để những người ốm yếu ôm cỏ cây lên phía trước, dồn đống mà đốt. Khói bay mù mịt, quân Khiết Đan không hiểu lực lượng đối phương nhiều hay ít. Thấy giờ quyết chiến đã tới, Lý Tư Nguyên phát lệnh, kỵ binh tiến trước, bộ binh bám theo xông vào trận địch. Quân Khiết Đan thua to, vứt bỏ xa trường, kiều ngựa mà chạy. Lý Tư Nguyên dẫn quân vào thành U Châu. Chu Đức Uy ra đón, cảm động nước mắt lưng tròng. U Châu bị vây khốn đã ngót 200 ngày, lương thảo sắp cạn, nếu Lý Tư Nguyên không đến cứu viện kịp thời, chắc khó giữ được trọng điểm quân sự này. Bất dụng hướng đạo giả, bất năng đắc địa lợi. Không dùng người dẫn đường, không thể chiếm được địa lợi. Thành Cát Tư Hãn theo đường mòn đánh chiếm Cư Dung. Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn lần đầu tiến công Trung Đô, Tây Nam thành Bắc Kinh của Triều Kim, do không đủ quân, phải rút về. Đầu năm sau, 1212, lại quyết định đánh Trung Đô lần nữa. Tháng 7 năm sau, Thành Cát Tư Hãn lại dẫn chủ lực đánh Trung Đô của Triều Kim. Quân Nguyên lần lượt chiếm Đức Hưng, Hoài Lai, Tấn Sơn, Diên Khánh, Bắc Kinh, tiến đến Ải Cư Dung. Ải Cư Dung có hai cửa cách nhau 40 dặm, ở giữa là hiệp cốc, hẻm núi, hai bên hiệp cốc vách đá dựng đứng, cao ngất, cực kỳ hiểm trở. Quân Kim dựa vào địa thế hiểm trở, đóng chặt cổng cửa ải bằng sắt, sai tinh binh trấn giữ. Quân tiên phong của Thành Cát Tư Hãn tới cửa ải lập tức tiến công, nhưng bị quân Kim dùng gỗ, đá lăn xuống thương vong nặng nề, đành phải lui. Quân Kim liền mở cửa ải xông ra đuổi theo chém giết mấy dặm vẫn chưa thấy hậu quân của địch kéo tới. Quân Kim định đuổi tiếp, bỗng nghe pháo lệnh nổ vang, quân Nguyên mai phục ùa ra vây chặt và diệt sạch. Thành Cát Tư Hãn kéo quân đến công phá ải Cư Dung, nhưng cửa ải đã đóng chặt, không tiến lên nổi. Thành Cát Tư Hãn bèn triệu Tát Ba Lạc đến hỏi, làm thế nào công phá ải Cư Dung. Tát Ba Lạc đã nhiều phen đi sứ sang Triều Kim nên thông thuộc địa hình, đáp, Trong rừng sau có con đường mòn dẫn tới cửa ải phía nam. Thần từng đi theo con đường ấy. Thành Cát Tư Hãn suy xét, quyết định để một bộ phận binh lực ở lại tiếp tục đối mặt với quân Kim. Còn mình thân chinh dẫn đại quân đi đường vòng sang phía tây để tới ải Tử Kinh. Ải Tử Kinh, huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc. Lại sai tướng Chiết Bá đem kỵ binh nhẹ do Tát Ba Lạc dẫn đường đi đánh cửa ải phía nam. Quân Nguyên đến cửa nam, quân Kim đi phát hiện thì đã muộn. Cửa nam bị chiếm, cửa bắc sau đó cũng không chống nổi. Thành Cát Tư Hãn phái 5.000 kỵ binh chặn đường tiếp cứu Trung Đô và kéo đại quân tới bao vây Trung Đô. Binh dĩ trá lập, dĩ lợi động, dĩ phân hợp vi biến giả dã. Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa giả trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Chu Nguyên Chương dụ Trần Hữu Lượng. Năm Nguyên Thuận Đế Chí Chính thứ 19, năm 1359, Chu Nguyên Chương lấy Ứng Thiên, Nam Kinh, Giang Tô làm trung tâm. Lập xong căn cứ địa Giang Nam, Chu Nguyên Chương quyết định trước hãy dẹp yên hai tập đoàn lớn là Trần Hữu Lượng ở phía tây và Trương Sĩ Thành ở phía đông. Sau đó sẽ tiến lên phía bắc diệt Nguyên, thống nhất cả nước. Chu Nguyên Chương hỏi mưu sĩ Lưu Cơ, Lưu Bá Ôn xem nên đánh tập đoàn nào trước. Lưu Cơ nói, Trần Hữu Lượng chiếm Giang Châu luôn nhòm ngó ta, nên dốc loàn lực diệt họ Trần trước. Diệt xong, họ Trương còn một mình, dễ đang bị dẹp. Chu Nguyên Chương nghe theo, tích cực chuẩn bị chiến thuyền để đánh Trần Hữu Lượng phía tây. Trần Hữu Lượng vốn coi Chu Nguyên Chương là đối thủ chính, không đợi họ Chu tấn công, đã đem hết binh lực xuôi dòng tiến đánh. Năm 1360, tháng 5 Nhuận, Trần Hữu Lượng đánh chiếm Thái Bình, Thái Thạch. Sau khi chiếm Thái Bình, Trần Hữu Lượng giết lãnh tụ nghĩa quân nông dân Từ Thọ Huy, lấy miếu Ngũ Thông ở Thái Thạch làm cung điện, tự xưng đế, quốc hiệu Hạn, rồi phái sứ sang hẹn với Trương Sĩ Thành cùng đánh Chu Nguyên Chương. Bây giờ thủy quân của Trần Hữu Lượng gấp 10 lần thủy quân của Chu Nguyên Chương, không đợi Trương Sĩ Thành trả lời, Trần Hữu Lượng đã chỉ huy thủy quân tiến đến Ứng Châu. Chu Nguyên Chương nghe báo, vội triệu các tướng lĩnh bàn cách chống đỡ. Có người đề nghị lập tức đem quân nghênh chiến, có người chủ trương bỏ thành lui về cố thủ Trung Sơn, Tử Kim Sơn, Đông Giao, Nam Kinh. Có mưu sĩ cho rằng nên đầu hàng. Cuộc tranh luận kéo dài chưa ngã ngũ. Chu Nguyên Chương chăm chú lắng nghe, thấy Lưu Cơ lặng thinh, biết mưu sĩ này có chủ ý, tạm ngừng bàn luận, mời Lưu Cơ vào phòng bàn riêng. Chu hỏi, địch đã tới gần, tiên sinh có cao kiến gì chăng? Lưu Cơ đáp, những kẻ chủ trương đầu hàng hoặc rút chạy có thể đem chém đầu làm hiệu lệnh. Để an định lòng quân, có thể mở kho phân phát. Kẻ địch kiêu ngạo thì nên dụ địch vào sâu rồi dùng phục binh tiêu diệt. Chu Nguyên Chương nghĩ làm sao để dụ Trần Hữu Lượng đây. Sau một hồi suy tính, liền sai người triệu Khang Mậu Tài vốn là tướng Nguyên sang hàng và là bạn cũ của Trần Hữu Lượng. Khang Mậu Tài tới, Chu Nguyên Chương nói, người vốn là bạn cũ của Trần Hữu Lượng, này ta muốn người viết thư trá hàng cho hắn, hẹn hắn chia quân tiến đánh Ứng Thiên, người sẽ làm nội ứng, liệu có được hay chăng? Khang Mậu Tài đáp, Trần Hữu Lượng là kẻ không có tín nghĩa, đã giết người bạn đồng hương thân thiết của tài hạ là Từ Thọ Huy, tài hạ đang muốn báo thù. Mậu Tài này nguyện tuân lệnh tướng quân, dù chết cũng chẳng từ nan. Tài hạ có một lão bộc biết rõ Trần Hữu Lượng, để người đó mang thư đi, chắc Trần Hữu Lượng sẽ không nghi ngờ. Khang Mậu Tài về phủ, viết thư trá hàng, giao cho lão bộc dặn đi dặn lại phải hết sức bình tĩnh, không được để lộ bất cứ sơ hở nào. Trần Hữu Lượng nhận thư của Khang Mậu Tài. Thư viết, xin hãy chia quân làm 3 đường đánh phá Ứng Thiên, Mậu Tài sẽ đem binh ở cầu Giang Đông ngoài thành Ứng Thiên làm nội ứng, mở rộng cửa thành, tiến thẳng vào soái phủ, có thể bắt sống Chu Nguyên Chương. Trần Hữu Lượng tuy trong bụng rất mừng, nhưng còn nghi ngờ, cật vấn người lão bộc đủ điều. Người lão bộc đã được dặn dò ứng đáp trôi chảy. Trần Hữu Lượng nói, người hãy gấp trở về bảo Mậu Tài rằng ta lập tức chia quân làm 3 đường đánh Ứng Thiên. Nhờ Mậu Tài làm ám hiệu đúng lúc, lão bộc đã đi. Trần Hữu Lượng còn hỏi thêm, cầu Giang Đông mà Mậu Tài canh giữ là cầu gỗ hay cầu đá? Lão bộc đáp, là cầu gỗ. Người lão bộc đi rồi, thái úy do Trần Hữu Lượng phong chức, Trương Định Biên nói với Trần Hữu Lượng, chúa công liệu có phải Khang Mậu Tài trá hàng hay không? Trần Hữu Lượng đáp, thế quân ta trúc trẻ ngói tan, có thách hắn cũng không dám. Người lão bộc trở về Ứng Thiên, Khang Mậu Tài lập tức báo tin tỉ mỉ với Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương cười nói, Trần Hữu Lượng chui vào trong của ta rồi. Để phòng Khang Mậu Tài giả hàng làm thật, Chu Nguyên Chương lệnh cho tướng Lý Thiện Trường ngay đêm đó thay cầu Giang Đông thành cầu đá. Hôm sau, Trần Hữu Lượng điều động hai đạo quân thủy bộ, đem mấy trăm chiến thuyền xuôi dòng tiền quân đến cảng Đại Thắng, gặp bộ tướng của Chu Nguyên Chương là Dương Cảnh ngăn chặn, không thể đổ bộ lên bờ được. Trần Hữu Lượng thấy đi đường thủy theo Tân Hà thì chật hẹp, khó linh hoạt tiến thoái, hạ lệnh theo sông cái tiến thẳng đến cầu Giang Đông, để tiện kết hợp với Khang Mộ Tài đang chờ làm nội ứng. Thuyền tới cầu Giang Đông, thấy cầu bằng đá, Trần Hữu Lượng bất giác hoài nghi, vội lệnh cho thuộc hạ gọi to họ Khang, nhưng gọi mấy lần không ai đáp. Trần Hữu Lượng biết là trúng kế, vội hạ lệnh cho em trai là Trần Hữu Nhân dẫn thủy quân tiến về hướng Long Loan. Mấy trăm chiến thuyền lớn tập trung trên khúc sông Long Loan. Trần Hữu Lượng phái 1.000 tinh binh rời thuyền lên bờ xây công sự, định dùng lục quân và thủy quân cùng đánh Ứng Thiên. Chu Nguyên Chương cùng chư tướng đứng trên đỉnh núi Lư Long chỉ huy tác chiến. Lúc này, trời nắng gắt, Chu thấy tướng sĩ ai nấy mồ hôi ròng ròng, liền sai lính bỏ lọng đang che nắng cho mình, cùng chịu nắng với tướng sĩ làm ai nấy đều cảm động. Đột nhiên, Chu ra lệnh cho phất lá cờ vàng. Đại tướng Thường Ngộ Xuân từ phía tả, đại tướng Từ Đạt từ phía hữu dẫn binh xông tới chém giết đám quân địch đang làm công sự trên bờ. Quân địch bị tấn công bất ngờ, tức thì rối loạn. Trần Hữu Lượng thấy nguy cấp, vội hét lớn, ba quân chớ hốt hoảng, kẻ nào bỏ chạy sẽ bị chém đầu. Nhưng 1.000 tinh binh đã thương vong quá nhiều, lại không có chỉ huy, cứ thế cắm đầu chạy ra bờ sông để tranh nhau xuống thuyền. Trần Hữu Lượng hoảng hồn hạ lệnh nhổ neo, nào ngờ lúc này nước triều đã rút, hơn 100 chiến hạm lớn đều bị mắc cạn. Quân của Thường Ngộ Xuân và Từ Đạt thừa thắng tràn xuống các chiến hạm mà chém giết. Quân của Trần Hữu Lượng lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy, lớp bị giết, lớp chết đuối, tan nát tơi bời. Trần Hữu Lượng và Trương Định Biên thấy thất bại khó bề cứu vãn, vội rời chiến hạm, xuống một chiến thuyền nhỏ mà chạy trốn. Chỉ trận này, Chu Nguyên Chương đã diệt hơn 5.000, bắt sống hơn 2.000 người và thu hơn trăm chiến hạm cùng vài trăm thuyền nhỏ. Chu Nguyên Chương bước lên chiến hạm chỉ huy của địch, thấy trong số giấy tờ Trần Hữu Lượng bỏ lại có thư trá hàng của Khang Mậu Tài, thì mỉm cười, nói: Trần Hữu Lượng, ngươi quả là ngu ngốc. Trong thời gian đó, Trương Sĩ Thành chỉ lo phòng giữ địa bàn của mình, không dám xuất binh. Chu Nguyên Chương nhân đó đem quân truy kích Trần Hữu Lượng, chiếm lại An Khánh, Thái Bình, sau đó lại tiến chiếm Tín Châu, Thượng Nhiêu, Giang Tây, sau đó tiêu diệt hoàn toàn cơ sở phục hồi của Trần Hữu Lượng. Dạ chiến đa Kim Cổ, chú chiến đa Tinh Kỳ. Đánh trận ban đêm phần nhiều dùng chiêng trống, đánh ban ngày dùng cờ xí. Lý Thế Dân dùng nghi binh, đánh lui đột quyết. Tùy Dạng Đế Dương Quảng nghe kiến nghị của đại thần Bùi Cự, dụ giết được một thủ lãnh rất có mưu lực của bộ lạc đột quyết là Sử Thục Hổ Tất. Thế là thủ lĩnh Thủy Tất Kha Hãn của đột quyết cắt đứt quan hệ với triều Tùy. Năm Tùy Dạng Đế Dương Quảng thứ 11, năm 615, mùa thu, Dương Quảng dẫn quần thần đi tuần du biên thùy phía Bắc. Trên đường gặp nhiều ngày mưa liên miên, đường xá lầy lội khó đi lại, không đủ chướng màn nên phần lớn tùy tùng phải gội mưa ngồi chờ trời tạnh. Thủy Tất Kha Hãn nghe tin Dương Quảng đi tuần du bị lâm vào tình cảnh khổ sở, lập tức đem 10.000 kỵ binh đến tấn công. Dương Quảng biết tin đại quân đột quyết sắp tới đánh, vội hạ lệnh chuyển gấp vào thành Nhạn Môn, phía tây huyện Đại, tỉnh Sơn Tây. Kỵ binh đột quyết tới vây kín Nhạn Môn, Thủy Tất Kha Hãn ra lệnh công phá thành dữ dội, tên có khi rơi tới cả chỗ ở của Dương Quảng. Trong thành có cả thảy 15.000 quân dân, lương thực chi đủ ăn trong 20 ngày, tình thế nguy ngập. Dương Quảng theo kiến nghị của dân bộ thượng thư Phan Tử Cái viết thư hiệu triệu viện binh bỏ vào các ống trúc, thả xuôi dòng nước. Tướng Vân Định Hưng bắt được thư hiệu triệu của Dương Quảng, đem quân đi gấp ngày đêm tới Nhạn Môn. Thấy kỵ binh đột quyết dày đặc xung quanh thành, Vân Định Hưng biết lực lượng quá chênh lệch, khó đẩy lui chúng, hỏi kế Lý Thế Dân lúc đó mới 17 tuổi. Lý Thế Dân đáp, sở dĩ địch đem binh đến đây vây thiên tử vì nghĩ rằng triều đình không thể đem binh cứu viện kịp. Chúng ta có thể căn cứ vào đó mà định kế. Vân Định Hưng gật đầu, đúng, người nói tiếp đi. Lý Thế Dân nói, ban ngày ta nên dùng thật nhiều tinh kỳ cắm liền vài chục dặm, ban đêm thì nổi chiêng trống khắp nơi. Địch tưởng rằng đại quân ta tới cứu viện, ắt sẽ bỏ chạy. Còn nếu ta trực tiếp giao chiến với chúng, ta yếu địch mạnh, thì ta khó chống cự nổi. Vân Định Hưng tán thưởng kế nghi binh đó, lập tức bố trí ban ngày cắm cờ bao quanh sơn cốc, liền hàng chục dặm, ban đêm nổi trống, tù và khắp nơi, như thiên binh vạn mã đang truyền hiệu lệnh cho nhau. Thủy Tất Kha Hãn tưởng đại quân triều đình tới tiếp viện, không dám đánh thành nữa, phải chuyển sang phòng ngự, sợ bị đánh từ hai phía. Mấy ngày sau, quân đột quyết thiếu lương, đành phải rút quân về phía Bắc. Vân Định Hưng truy kích, bắt sống hơn 2.000 kỵ binh, Nhạn Môn thoát khỏi nguy hiểm. Tam quân khả đoạt khí. Đối với quân địch, có thể làm tiêu tan nhuệ khí của chúng. Lưu Bang làm tan rã ý chí quân địch ở Cai Hạ. Tháng 8, năm Hán Cao Tổ thứ tư, năm 203 trước công nguyên, Hán Sở nghị hòa, vạch Hồng Câu làm địa giới phân chia thiên hạ. Tháng 9, Hạng Vũ Trả Cha và vợ con của Lưu Bang bị bắt trong trận Bành Thành rồi kéo quân về phía đông. Lưu Bang cũng định rút quân về phía tây, nhưng hai mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình nói, hiện quân Sở đã quá mệt, lương thảo không đủ, mà chúng ta thì đã chiếm được 2/3 thiên hạ, chính là thời cơ diệt Sở. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, có khác gì nuôi hổ để họa về sau. Lưu Bang hiểu ra, lợi dụng việc Hạng Vũ theo đúng thỏa thuận dẫn quân về phía đông, đem quân truy kích Hạng Vũ và cử người báo cho Hàn Tín, Bành Việt xuất binh hợp lực diệt quân Sở. Mùa đông năm sau, Lưu Bang đuổi theo Hạng Vũ đến Cố Lăng, Nam Thái Khang, Hà Nam. Đôi bên giao chiến, nhưng do Hàn Tín, Bành Việt không đến theo ước hẹn, quân Hán bị đại bại. Lưu Bang hao binh tổn tướng, bị buộc phải giữ thế thủ. Thiếu hai cánh quân Hàn Tín, Bành Việt, quân Hán khó mong chiến thắng. Lưu Bang nghe theo kế của Trương Lương, cắt đất từ phía đông Hoài Dương Hà Nam đến biển Đông cho Tể Vương Hàn Tín, phong Bành Việt làm Lương Vương và chia đất kèm theo. Thế là Hàn Tín, Bành Việt quả nhiên lập tức cất binh đến hợp lực. Tháng 11, Lưu Bang lệnh cho đại tướng Lưu Giả tiến xuống phía nam, vượt Hoài Hà tiến vào nước Sở, bao vây Thọ Xuân, huyện Thọ, An Huy, đồng thời phái người đi dụ Hàng Chu Đoạn là tướng Sở, đang trấn giữ Cửu Giang. Chu Đoạn sai anh bố đem binh Cửu Giang liên hợp với Lưu Giả tiến lên phía bắc. Bành Việt dẫn quân từ đất Lương tiến xuống phía nam. Hàn Tín đem quân tiến sang phía tây, chiếm Bành Thành, Từ Châu, Giang Tô. Cuộc quyết chiến cuối cùng Hán Sở tranh hùng bắt đầu. Hạng Võ bị tấn công từ bốn phía, muốn lùi về Bành Thành, nhưng đã muộn, đành chuyển hướng về phía nam, rút đến Cai Hạ, phía nam Linh Bích, An Huy. Quân Hán từ bốn phía đuổi sát theo sau. Sau khi hội quân, quân Hán cộng cả thảy 30 vạn, Lưu Bang trao toàn quyền chỉ huy cho Hàn Tín. Hàn Tín chia toàn quân thành 10 đội, bày trận nhiều lớp liên hoàn tiếp ứng, chỉnh tề chặt chẽ, khí thế ngút trời. Hạng Vũ tuy kém thế, nhưng binh mã còn 10 vạn, trong đó 8.000 quân cảm tử do đích thân Hạng Vũ chỉ huy thuộc loại bất khả chiến bại. Hạng Vũ cố thủ trong doanh trại, không ra giao chiến, khiến Hàn Tín nhất thời chưa biết làm cách gì để đánh bại. Bây giờ là cuối đông, gió bấc lạnh buốt, ban đêm càng băng giá. Tướng sĩ quân Sở đói rét, nhiều người oán thán. Bỗng từ phía doanh trại quân Hán văng vẳng vọng ra tiếng hát não nề. Đó là bài dân ca Sở, thuộc vùng Cửu Giang. Đêm đông tháng giá, sương lạnh tứ bề, trời cao nước biếc, con nhạn lạc bầy. Mẹ già con dại, vợ trẻ chờ mong, thấy người êm ấm, lòng ta bồn chồn. Hạng Vũ nghe bài dân ca Sở thì cả kinh, hỏi nàng ái phi Ngu Cơ ở bên mình, không lẽ quân Hán đã chiếm hết đất Sở hay sao, mà bốn doanh trại quân Hán lắm người Sở như vậy. Thì ra Trương Lương bày kế làm tiêu tan ý chí quân Sở bằng cách phân công binh lính Cửu Giang đi khắp trại dạy cho quân Hán hát bài dân ca trên. Tiếng hát bi thương làm cho quân Sở ai nấy nhớ gia đình, quê nhà mà rơi lệ. Hầu hết quân Sở không muốn bỏ xác ở nơi đây, lúc đầu còn lẻ tẻ, sau đó từng cánh quân rủ nhau bỏ trốn. Tướng Lý Bố, Trung Ly Muội từng theo Hạng Vũ bao năm, nay thấy kết cục thảm bại của quân Sở đã rõ, liền bỏ đi. Thậm chí chú ruột của Hạng Vũ là Hạng Bá cũng sang hàng Trương Lương. Đại tướng đã bỏ đi, quân sĩ không còn lòng dạ nào. Đơn vị hàng vạn quân, nay chỉ còn lại hơn 1000 người. Quân Sở không đánh tự tan. Hạng Vũ quá buồn rầu chỉ uống rượu giải sầu, ngâm mấy câu thơ cảm khái. Tấm thân lấp biển vá trời, thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang, giờ đây mưa gió phũ phàng. Anh hùng mạt lộ, giang sơn tiêu điều. Ngu Cơ đau đớn muôn phần, nói với Hạng Vũ, quân Hán đã vây kín tứ bề. Đại vương đã không còn ý chí, tiện thiếp còn sống làm gì nữa. Đoạn dùng gươm đâm cổ tự vẫn. Hạng Vũ nén đau thương, đem 800 kỵ binh lợi dụng đêm tối phá vây chạy về phía nam, cuối cùng bị quân Hán đuổi kịp bên bờ sông Ô Giang, đông bắc huyện Hòa, tỉnh An Huy. Hạng Vũ tự sát, cuộc tranh hùng Hán Sở đến đây chấm dứt. Tướng quân khả đoạt tâm, có thể làm dao động quyết tâm của tướng lĩnh địch. Thái Bạt Khuê đánh đòn tâm lý, thắng quân Yên. Cuối thời Đông Tấn, họ Mộ Dung thuộc tộc Tiên Ti ở phương Bắc sau khi lập chính quyền, thường gây chiến với chính quyền Bắc Ngụy do họ Thái Bạt, cũng thuộc tộc Tiên Ti kiến lập. Năm Thái Nguyên thứ 20, năm 395, tháng 5, chúa Yên là Mộ Dung Thùy cử thái tử Mộ Dung Bảo, Triệu Vương Mộ Dung Lân đem 8 vạn quân đánh Bắc Ngụy. Mưu sĩ Trương Cổn của Bắc Ngụy kiến nghị với chúa Ngụy là Thái Bạt Khuê rằng: Yên dốc quân đánh ta, có ý khinh ta, vậy ta nên cố ý giả yếu tránh xa để đối phương thêm kiêu ngạo, chờ chúng mệt sẽ đánh thì chắc thắng. Thái Bạt Khuê nghe, dẫn bộ lạc vượt Hoàng Hà sang phía tây hơn 1000 dặm để tránh quân Yên. Quân Yên tiến đến Ngũ Nguyên, bắt hơn 3 vạn hộ dân Ngụy hàng phục, thu hơn 100 vạn học lương, đem chứa cả ở Hắc Thành, trên đất Mông Cổ, tiếp tục tiến Hoàng Hà, đóng thuyền chuẩn bị vượt sông. Giữa tháng 8, chúa Ngụy Thái Bạt Khuê tập kết binh lực, tháng 9 tiến quân sang bờ bên kia Hoàng Hà, nghênh chiến quân Yên. Thái tử Mộ Dung Bảo bày trận bên bờ Bắc, chuẩn bị vượt sông. Bất ngờ trời mưa lớn, gió đánh dạt mấy chục chiến thuyền của quân Yên sang bờ Nam. Quân Ngụy thừa cơ bắt các thuyền đó với hơn 300 quân Yên, xong lập tức thả cho về bờ bên kia, làm bộ yếu đuối sợ sệt. Lúc này chúa Yên là Mộ Dung Thùy lâm trọng bệnh. Thái tử Mộ Dung Bảo dẫn quân ở xa, trong lòng luôn lo lắng nghĩ tới bệnh tình của cha, liền phái sứ giả về kinh đô là Trung Sơn, Định Châu tỉnh Hà Bắc thăm hỏi. Nhưng sứ giả trên đường về kinh bị phục binh Yên bắt giam giữ trong doanh trại Ngụy. Mấy tháng liền không được tin cha, Mộ Dung Bảo càng sốt ruột. Thái Bạt Khuê bèn sai sứ giả bị bắt sống từ bên này sông gọi to sang nói: Cha của ngươi đã chết, sao ngươi không trở về? Mộ Dung Bảo càng thêm lo ngại bồn chồn, tướng sĩ cũng dao động, nhụt cả nhuệ khí. Hơn 10 ngày sau, bộ tướng của Mộ Dung Lân là Mộ Dư Tung cho rằng chúa Mộ Dung Thùy đã chết thực, âm mưu làm loạn để lập Mộ Dung Lân lên ngôi. Âm mưu bại lộ, Mộ Dư Tung và phe cánh bị thái tử Mộ Dung Bảo giết chết. Từ đó Mộ Dung Bảo sinh ra nghi Mộ Dung Lân, nội bộ bất hòa. Tới tháng 10, Mộ Dung Bảo thấy rằng lần nữa chỉ thêm rắc rối, ra lệnh đốt thuyền trại, rút quân. Mộ Dung Bảo cho rằng mặt sông chưa đóng băng, quân Ngụy chẳng có cách gì bay qua sông truy kích được, nên không hề đề phòng phía sau. Nào ngờ trời đột ngột chuyển lạnh, mặt sông đóng băng. Thái Bạt Khuê dẫn hơn 2 vạn kỵ binh nhẹ vượt mặt sông phẳng như gương đuổi gấp quan Yên. Quân Yên đến Tham Hợp, huyện Phong Trấn, Nội Mông, bỗng có gió lớn thổi mạnh, trời đất âm u, mây đen bao trùm doanh trại. Trong quân có một người từng là đạo sĩ, tên Chi Huyền Mãnh, cho rằng đấy là điềm gở, đề nghị Mộ Dung Bảo hãy chú ý đề phòng. Mộ Dung Bảo cả giận quát: Quân địch thấy uy danh của ta và sự dũng mãnh của quân Yên há dám đuổi theo. Gã đạo sĩ nói năng nhảm nhí, tội đáng chém đầu. Tuy không tin điềm gở, Mộ Dung Bảo vẫn phái mấy kỵ binh quay trở lại trinh sát. Trinh sát đi được 10 dặm, khí hậu bất thường, xuống ngựa ngồi nghỉ. Lúc này quân Ngụy đã lẳng lặng tiến đến phía tây Tham Hợp mà quân Yên không hề hay biết. Mộ Dung Bảo đã định khi trời sáng trở lại sẽ nhổ trại, nhưng vì gió Tây Bắc quá mạnh, đành hạ lệnh cho quân sĩ tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm sau, quân Yên vừa lên đường, nghe trên núi chiêng trống vang trời, tướng sĩ ngẩng lên thì thấy quân Ngụy từ trên ào ào tràn xuống như nước vỡ bờ. Quân Yên bùn rùn chân tay, mạnh ai nấy chạy, tất cả chạy ra mặt sông phía đông. Mặt sông tuy đóng băng, nhưng cả một lượng người ngựa đông như thế tràn xuống, tức thời băng vỡ hết chỗ này chỗ kia. Quân Yên chạy đằng trước lần lượt chìm nghỉm xuống sông, những kẻ chạy sau dồn đống lại. Quân Ngụy xông vào chém giết, bắt sống. Thái tử Mộ Dung Bảo một mình phóng ngựa chạy thoát. Thái Bạt Khuê đã dùng sách lược giả yếu để tránh nhuệ khí ban đầu của địch, sau đó làm rối loạn lòng quân đối phương, rồi mới tiến công tiêu diệt, giành thắng lợi hoàn toàn. Thiên dụng binh giả, tị kỳ nhuệ khí, kích kỳ đoạ quy, thử trị khí giả dã. Người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí của quân địch mới TOI, đợi khi nhuệ khí đó tiêu tan mới đánh, đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Tào Quệ tránh nhuệ khí, thắng trận Trường Thược. Mùa xuân năm Tề Hoàn Công thứ 2, năm 684 trước công nguyên, Tề Hoàn Công nghe tin nước Lỗ đang chỉnh đốn quân đội chuẩn bị đánh Tề, liền quyết định chủ động đánh trước. Tướng quốc Quản Trọng can: Trước mắt sức ta chưa đủ mạnh, đối nội cần phải DEI chính trị, chỉnh đốn quân sự, đôi ngoại cần phải liên minh với các chư hầu, chờ khi mạnh lên thì đánh mới có lợi. Tề Hoàn Công nôn nóng muốn đánh ngay nên không nghe Quản Trọng, cử Báo Thúc Nha làm đại tướng đem đại quân tiến thẳng đến Trường Thược, Đông Bắc Lai Vu, Sơn Đông, đánh Lỗ. Lỗ Tràng Công còn nhớ bài học năm trước bị đánh bại trên đất Tề nên ra sức luyện binh, chế tạo binh khí, tích trữ lương thảo. Nay thấy quân Tề tiến đánh, tự cảm thấy binh lực của mình còn chưa đủ, liền quyết định dốc toàn bộ lực lượng quyết chiến một phen. Nước Lỗ có một thường dân tên là Tào Quể, nghe tin quân Tề đánh nước mình, tự thấy mình có trách nhiệm, quyết tâm đến gặp Lỗ Trang Công để trình bày cách nghĩ của mình. Bà con trong làng can ông, đây là chuyện đại sự của quốc gia, hãy để các vị đại quan cơm no áo ấm mưu hoạch, ông hà tất phải mua dây buộc mình. Tào Quệ nói, mấy vị ấy thường chỉ nghĩ đến lợi của riêng họ, không biết lo tính sâu xa đâu. Lỗ Trang Công đang cần người giúp mình ra quyết định, lập tức cho mời Tào Quệ. Tào Quệ thấy Lỗ Trang Công, liền hỏi, nghe nói đại vương đã có quyết sách tác chiến, thảo dân chưa rõ đại vương dựa vào đâu để giành thắng lợi. Lỗ Trang Công nói, lương thực, quần áo trẫm không hưởng một mình mà có chia cho thần dân. Nay quốc gia gặp nạn, thần dân sẽ đồng lòng giúp trẫm. Tào Quệ lắc đần, những thứ đại vương ban phát chỉ là chút ân huệ nhỏ. Huống hồ những ân huệ ấy cũng chỉ dành cho một số ít người. Đã chắc gì trăm họ chịu quyết chiến với quân Tề. Lỗ Trang Công lại nói, trẫm tế lễ thần minh thiên địa hết sức thành tâm, nhất định sẽ được trời đất phù hộ. Tào Quệ lại lắc đầu lia lịa. Lỗ Trang Công trầm ngâm một lát, lại nói, mỗi năm ở nước ta có 100.000 vụ kiện tụng, trẫm đều thận trọng xem xét để phán quyết cho công bằng. Trăm họ sẽ tin cậy và ủng hộ trẫm. Đến đây Tào Quệ mới gật đầu, đúng vậy. Đại vương đã tận tâm vì dân, sẽ dùng được lòng dân, vậy có thể quyết chiến được rồi. Lỗ Trang Công hỏi, người có cách gì đánh thắng quân Tề chăng? Tào Quệ đáp, đánh trận phải tùy cơ ứng biến, không có cách định sẵn. Xin đại vương cho thảo dân theo đại vương ra chiến trường. Thế là Lỗ Trang Công cho Tào Quệ ngồi cùng xe với mình ra tiền tuyến Trường Thược. Tào Quệ thấy quân Lỗ chiếm cứ trận địa ở nơi vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tiến công, cách bố trí thích hợp, trong lòng tất vui. Tào Quệ đang quan sát trận địa cùng với Lỗ Trang Công thì quân Tề nổi trống thúc quân tiến công dồn dập. Lỗ Trang Công sợ trận địa quân Lỗ bị đánh phá, định hạ lệnh phản kích. Tào Quệ vội can, kẻ địch năm ngoái đã thắng lớn một trận, này sĩ khí đang hăng. Nếu quân ta nghênh chiến, chính là đúng ý đồ của chúng. Vậy ta hãy cố thủ, không hò hét, không xông ra, nhưng quyết không để cho chúng tiến lên một bước. Kẻ nào trái lệnh, xin hãy chém đầu. Quân Tề hò hét, chiêng trống vang trời, xông tới nhưng không gặp đối thủ. Phía trận địa quân Lỗ ổn định chắc chắn, không chút sơ hở, đành thu quân về. Vài giờ sau, quân Tề lại hò hét, nổi trống tiến quân. Báo Thúc Nha dục quân xung phong, nhưng quân Lỗ không ai nghênh chiến. Một lần nữa, quân Tề lại phải lui về. Báo Thúc Nha động viên quân sĩ, quân Lỗ không dám nghênh chiến là vì run sợ, hoặc đang chờ viện binh. Quân ta phải xung phong lần nữa, buộc chúng xuất chiến, mới tiêu diệt được chúng. Tướng sĩ quân Tề tuy không tin lắm, nhưng đành miễn cưỡng nổi trống tiến về phía trận địa quân Lỗ. Rõ ràng lần thứ ba này tiếng trống, tiếng hò reo quân Tề có khí vô lực, đội ngũ xông tới đã chệch choạc lấy lệ. Tào Quệ nói với Lỗ Trang Công, bây giờ là lúc có thể phản kích. Lệnh phản công truyền ra, quân Lỗ đánh rất hăng, quân Tề thua to. Lỗ Trang Công định hạ lệnh truy kích. Tào Quệ nói, hãy khoan, để thảo dân xuống xe xem đã. Tào Quệ xem xét vết xe của địch, rồi lại xem xét tinh kỳ của chúng, rồi nói, bây giờ có thể truy kích. Lỗ Trang Công nghe lời, hạ lệnh truy kích hơn 30 dặm, đánh quân Tề tơi bời, thu rất nhiều binh khí và xe ngựa. Thắng lợi trở về, Lỗ Trang Công hỏi Tào Quệ về nguyên nhân thắng lợi. Tào Quệ đáp, đánh trận dựa vào nhuệ khí. Khi quân địch xung phong đến lần thứ ba, nhuệ khí của chúng đã hết. Lúc ấy quân ta mới xông tới đánh bại được chúng. Khi đuổi địch phải đề phòng phục binh. Khi thảo dân thấy tinh kỳ của chúng ngổn ngang, vết bánh xe hỗn loạn thì biết là chúng thua thật phải bỏ chạy, không có phục binh, nên mới có thể truy kích đến cùng. Dĩ trị đãi loạn, dĩ tịnh đãi hoa, thử trị tâm giả dã. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân mình đối phó với sự hỗn loạn của quân địch, lấy sự bình tĩnh đối phó với sự hoang mang, đó là cách nắm vững tâm lý quân đội. Tạ ngải lâm nguy không loạn, thắng Ma Thu. Năm Đông Tấn Vĩnh Hòa thứ 3, năm 374, vua Triệu ở phương Bắc là Thạch Hộ sai thứ sử Lương Châu là Ma Thu đem 8 vạn quân sang đánh nước Lương ở phía Tây. Tin truyền đến Cô Tạng, kinh đô nước Lương, thành Võ Uy, Cam Túc. Nước Lương nhỏ bé, lực lượng kém xa Triệu. Vua Lương là Trương Trọng Hoa vội họp quần thần bàn kế đối phó. Phúc Lộc Bá Tạ Ngải nói, thần xin được đem quân chống địch. Trương Trọng Hoa cả mừng, vì biết Tạ Ngải tuy ít tuổi, nhưng mưu trí, cử Tạ Ngải làm đại tướng đem binh xuất chiến. Trương Trọng Hoa hỏi Tạ Ngải cần bao nhiêu binh mã, Tạ Ngải chỉ xin 3 vạn quân bộ kỵ nghênh chiến. Tạ Ngải cử phó tướng Trương Sương đem quân vòng ra sau lưng địch, tự mình thì ngồi trên một cỗ chiến xa rất nhẹ, tiện di chuyển. Trên đặt trống trận, người thì mặc bộ áo quan văn rộng thùng thình, dẫn quân thong thả tiến về doanh trại quân Triệu. Mã Thu thấy Tạ Ngải ra đánh trận như vậy, cả giận nói, một gã thư sinh lại dám khinh ta vậy sao? Để làm mất nhuệ khí của Tạ Ngải, Mã Thu phái đội kỵ binh Long Tương thiện chiến xông thẳng về phía quân của Tạ Ngải. Long Tương chém giết hung hãn một trận, làm cho tiền quân của Tạ Ngải phải tản ra, kỵ binh địch xông tới trung quân. Mã Thu rất đắc ý, lệnh cho Long Tương chiếm lấy cỗ chiến xa của Tạ Ngải, còn mình đứng trên gò cao, cho nổi trống trợ chiến. Đội kỵ binh Long Tương dũng mãnh, tràn đầy khí thế, hò reo xông tới phía Tạ Ngải. Tùy tùng của Tạ Ngải rất lo, đề nghị chủ tướng xuống xe, đổi ngựa. Tạ Ngải mím cười, xuống xe, nhưng không đổi ngựa, bảo tùy tùng lấy một ghế tựa, đặt dưới gốc cây lớn trên triền đồi. Đoạn ung dung ngồi xuống, lệnh không được đánh trống phất cờ gì cả, cứ chờ lệnh chàng mà hành động. Đội Long Tương xông tới cách Tạ Ngải ngoài tầm tên bắn, thấy Tạ Ngải ung dung bình thản như vậy, cho rằng có phục binh, không dám tiến tiếp. Mã Thu cũng lấy làm kỳ, nhưng chưa nắm được ý đồ của Tạ Ngải, cũng không dám quyết định. Tạ Ngải thấy quân địch án binh bất động, liền bảo tùy lùng lấy rượu thịt ra trước mặt ăn uống cười nói vui vẻ, càng khiến Mã Thu khó hiểu. Lúc này phó tướng Trương Sương đã tới phía sau lưng quân Triệu, liền phát động công kích, cố ý hò reo, chiêng trống thật náo động. Mã Thu đang hoang mang, giờ đây lại càng cả kinh, vội hạ lệnh lui quân. Mấy vạn binh mã nghe lệnh ấy, không hiểu lý do, lập tức rối loạn. Tạ Ngải thừa cơ nổi trống tiến công, thế như bạt núi lấp biển. Mã Thu muốn khống chế cục diện, nhưng đã muộn. Binh bại như núi lở, 8 vạn quân mấy chốc đã bị đánh tan tác. Mã Thu một mình phóng ngựa chạy trốn. Dĩ cận đãi viễn, dĩ giật đãi lao, dĩ báo đãi cơ, thử trị lực giả dã. Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói, đó chính là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Lý thế dân dưỡng nhuệ khí, tăng quân lực đánh quân tiết. Cuối thời nhà Tùy, quần hùng nổi lên xưng vương chiếm đất. Hiệu úy Kim Thành, Lan Chân, Cam Túc, nhà Đường là Tiết Cử thừa cơ khởi binh năm 617, chiếm cứ địa khu rộng lớn từ Thiên Thủy đến Lan Châu, tự xưng là Tần Đế. Năm sau, năm 618, tháng 5, Lý Uyên xưng đế tại Tràng An, kiến lập triều Đường, DOI tên là Võ Đức. Tiết Cử đem 30 vạn quân mưu chiếm Tràng An, tháng 6 tiến công Kinh Châu, tháng 7 tiến gần Cao Giá. Còn cách Tràng An 100 dặm, Kinh Thành đã chấn động. Lý Uyên cử Tần Vương Lý Thế Dân làm chủ soái đem quân nghênh chiến. Lý Thế Dân dẫn quân sang phía Tây, đến gần thành Cao Gia hạ trại. Họ Lý cho rằng Tiết Cử đem quân từ xa đến Lương không đủ, muốn đánh nhanh, chờ khi quân địch hết lương, mỏi mệt, mới phản kích. Quân Tiết Cử nhiều phen khiêu chiến, cho quân sĩ đến trước trại quân Đường chửi bới. Tướng sĩ quân Đường nhiều người chịu không nổi, xin ra đánh, đều bị Lý Thế Dân kiên quyết nghiêm cấm. Đến tháng 7, trời nóng bức, trong trại có bệnh dịch sốt. Chính Lý Thế Dân cũng bị lây, người khi nóng khi lạnh, phải ủy thác công việc lại cho hai tướng Lưu Văn Tịnh và Đoàn Khai Sơn. Lý Thế Dân dặn, quân địch vào sâu đất ta, lương ít quân mệt, chúng có khiêu chiến, ta cứ cố thủ, đừng xuất trận. Hai tướng vâng dạ lui ra. Về đến trướng của mình, Đoàn Khai Sơn nói với Lưu Văn Tịnh, chủ soái không muốn hai ta xuất chiến vì sợ ta không làm nổi đại sự đó thôi. Lưu Văn Tịnh im lặng không nói. Đoàn Khai Sơn thấy Lưu đã dao động, nói tiếp, Tiết Cử nghe tin chủ soái ta bị bệnh, tất sẽ khinh địch. Nếu ta nhân đó xuất chiến, ắt sẽ thắng lợi. Lưu Văn Tịnh vốn được Lý Thế Dân trọng dụng, nhưng chưa từng lập công lớn, quả thực muốn nhân lúc chủ soái bị bệnh mà chỉ huy đánh một trận lớn để lập công đền đáp. Thế là ông cái lệnh cho quân đội bày trận ở phía tây nam thành Cào Giá. Tiết Cử thấy quân Đường bày trận xuất chiến, mà việc cảnh giới không nghiêm, cho rằng thời cơ tới, liền phao tin quân mình thiếu lương, tướng sĩ mắc bệnh, phải lập tức rút quân. Buổi chiều quả nhiên cho nhổ trại, nhưng ngầm chọn tinh binh quay trở lại vòng ra phía sau quân Đường. Quân hai bên giao chiến tại Thiểm Thủy, Trường Võ, tỉnh Thiểm Tây. Lưu Văn Tịnh, Đoạn Hai Sơn cố lập công, dốc toàn lực ra đánh. Tiết Cử thúc quân nghênh chiến, tiếng hò hét chém giết vang trời. Trời tối sẫm thì phục binh của Tiết Cử bất ngờ từ phía sau sông tới, quân Đường rối loạn, chết mấy viên tướng, binh sĩ bị chết, bị bắt quá nửa. Lưu Văn Tịnh, Đoạn Hai Sơn đành bỏ chạy. Tiết Cử truy kích, thừa thắng chiếm luôn thành Cao Giá. Lý Thế Dân gắng gượng thu thập tàn binh, lui về Tràng An. Lưu Văn Tịnh, Đoạn Hai Sơn đều bị giáng chức. Lý Thế Dân nói với họ, lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói. Ấy là cách chủ yếu để nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Mong hai vị nhớ kỹ bài học này. Trong lúc đó, mưu sĩ hách ái của Tiết Cử là Hiên Kế nay quân Đường vừa đại bại, tướng sĩ bị giết, bị bắt, kinh đô rào động, ta nên thừa thắng tiến thẳng đến Tràng An. Tiết Cử liền tập trung binh lưu chuẩn bị tiến đánh Tràng An, nhưng ngay trước hôm xuất phát, Tiết Cử lăn ra ốm chết, kế hoạch tiến công Tràng An phải hủy bỏ. Con trai Tiết Cử là Tiết Nhân Quả lên thay, để một phần lực lượng lại giữ Cao Giá, còn mình về đóng quân tại thành Chiết Giá. Quân Tiết thường xuyên quấy đảo, thành Tràng An mới bận kinh động. Tháng 9 năm đó, Tiết Nhân Quả đem quân bao vây Kinh Châu. Ít hôm sau, lương thực trong thành cạn kiệt, Phiêu Kỵ tướng quân giữ thành là Lưu Cảm phải giết con tuấn mã của mình lấy thịt chia cho binh sĩ ăn, còn mình chỉ hầm xương mút tủy cho đỡ đói. Trường Bình Vương Lý Thúc Lương của nhà Đường đem quân tới cứu Kinh Châu. Tránh bị đánh từ hai phía, Tiết Nhân Quả phao tin hết lương phải rút lui, lệnh cho quân giữ thành Cao Giá phải giả bộ đầu hàng. Lý Thúc Lương không biết đó là ngụy kế, liền sai Lưu Cảm đi nhận thành. Lưu Cảm dẫn quân đến, thấy cổng thành đóng chặt, không có biểu hiện đầu hàng, lại nghe trên thành có người nói vọng xuống, quân Tiết đã bỏ chạy từ sớm, các vị có thể leo lên thành mà vào. Lưu Cảm cả giận, sai quân đốt cổng, trên thành liền dội nước xuống liền. Lưu Cảm biết Lý Thúc Lương mắc phải gian kế của địch, vội ra lệnh cho bộ binh rút trước, còn mình dẫn tinh binh hộ vệ phía sau. Lập tức trên thành nổi lên ba đống lửa. Tiết Nhân Quả thấy tín hiệu, liền kéo quân tới đánh nhau dữ dội với quân Đường tại Tế Xuyên. Quân Đường yếu hơn hẳn, thua to, Lưu Cảm bị bắt sống. Tiết Nhân Quả lại tiến đánh Kinh Châu, dẫn Lưu Cảm đến dưới thành, bắt ông phải nói viện binh đã bị đánh tan, chi bằng nên sớm ra hàng. Nhưng Lưu Cảm hét lớn, quân giặc đã cạn lương, sắp thua đến nơi. Tần Vương đã cử mấy chục vạn đại quân gấp tới cứu viện, trong thành đừng lo. Lưu Cảm chưa nói hết lời đã bị Tiết Nhân Quả sai cắt lưỡi và trói vào chiếc gò bên thành, cho kỵ binh phi ngựa dùng ông làm đích mà bắn tên. Lưu Cảm hy sinh anh dũng. Lý Thúc Lương và tướng sĩ trên thành chứng kiến cảnh đó đều thán phục Lưu Cảm, căm hận quân địch, hết lòng giữ thành. Tiết Nhân Quả đánh nhiều ngày không hạ được thành. Không lâu, Lý Thế Dân đem quân đến cứu viện. Tiết Nhân Quả phái Tông La Hầu dẫn đội tiên phong ngăn chặn. Tông La Hầu mấy lần khiêu chiến, Lý Thế Dân vẫn không xuất chiến. Chư tướng không hiểu, hỏi, lần trước Tiết Cử đánh Cao Giá, vì hắn từ xa đến, không đủ lương thực, muốn đánh nhanh. Nay quân địch đã chiếm Cao Giá, vì sao quân ta không đánh nhanh? Lý Thế Dân giải thích, quân ta mới thua trận, sĩ khí sa sút, quân giặc đắc thắng, sinh kiêu ngạo. Ta cố thủ, chờ quân địch từ kiêu ngạo sinh chủ quan, chán nản, không đề phòng. Còn quân ta thì nuôi dưỡng nhuệ khí, khí đó đánh một trận là toàn thắng. Chư tướng gật đầu khen phải. Lý Thế Dân hạ lệnh, trong quân ai dám giục đánh, sẽ bị chém đầu. Thế là quân Đường quyết tâm phòng thủ, bất chấp kẻ địch khiêu chiến. Hơn 60 ngày trôi qua, quân địch cạn lương, sĩ khí sa sút. Thấy quân lính chế nải, tướng địch ra tay đánh đập họ, khiến lòng quân càng dao động, chán trường. Thế là ngày ngày đều có quân sĩ sang hàng quân Đường để được sống, thậm chí có khi cả một đơn vị ra hàng. Lý Thế Dân đối đãi với họ tử tế, cho ăn uống đầy đủ. Do đó mà ông nắm rõ tình hình địch, ông cho rằng thời cơ đã tới, hạ lệnh quyết chiến. Lý Thế Dân cử tổng quản hành quân lương thực dẫn 5.000 binh mã đến Thiểm Thủy hạ trại đợi lệnh. Tông La Hầu thấy binh mã lương thực liền dốc toàn lực tiến công. Lương thực theo đúng lệnh Lý Thế Dân, kiên trì phòng thủ, mấy lần đánh lui đội liên phong quân Tiết, song không chủ động xuất kích. Tông La Hầu cho lính chặn đứng nguồn nước, trại quân của lương thực bị thiếu nước cho người và ngựa, song vẫn kiên trì chịu đựng. Lúc đó, Lý Thế Dân cho rằng quân địch đã hoàn toàn mỏi mệt, nói với chư tướng, có thể xuất chiến rồi. Quân Đường sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi, tinh thần và sức lực đều dồi dào, hồ hởi xuất kích. Hôm sau, Lý Thế Dân phái đại tướng Bà Ngọc bày trận ở phía nam Thiềm Thủy. Nơi này không có địa hình hiểm yếu để phòng thủ. Tông La Hầu liền bỏ quân lương thực, chuyển hướng tấn công quân Bà Ngọc. Bà Ngọc cố chống đỡ, nhưng vì lực lượng chênh lệch, phải rút dần. Tông La Hầu đuổi theo giáo giết. Đúng lúc ấy, Lý Thế Dân dẫn quân chủ lực đã vòng ra phía bắc Thiềm Thủy, bất ngờ đánh vào sau lưng quân Tiết. Tông La Hầu cả kinh, vội kéo quân trở lại liều chết chống cự. Lý Thế Dân đích thân dẫn mấy chục kỵ binh xông trước vào trận địch, chém giết mãnh liệt, uy thế khó địch. Quân Đường tràn tới, tiếng hò reo vang động một góc trời. Bà Ngọc cũng từ phía nam phản công, quân Tiết bị đánh từ hai phía, thua to, thương vong mấy ngàn binh mã. Tông La Hầu dẫn tàn binh bỏ chạy, Lý Thế Dân chỉ đem 2000 kỵ binh chuẩn bị truy kích. Tổng quản Tần Châu là Đấu Quý giữ cương ngựa lại can, Tiết Nhân Quả còn chiếm giữ thành trì kiên cố. Tông La Hầu vừa thua chạy, nhưng ta chưa thể khinh địch. Xin hãy tạm dừng, chờ rõ tình hình hãy đánh tiếp, đề phòng bất chắc. Lý Thế Dân nói, ta đã sớm nghĩ tới điều đó, nay nên thừa thắng đuổi theo, không thể để lỡ thời cơ. Đấu Quý vẫn chưa buông cương ngựa, nói tiếp, muốn đuổi theo, xin cử một đại tướng cũng được, đại vương mình ngọc ngàn vàng, xin hãy bảo trọng. Lý Thế Dân đáp, nếu không nguy hiểm, ta có thể dừng, nếu nguy hiểm, cử người khác đi, ta không nỡ. Đoạn ra roi quất ngựa phóng đi. Tiết Nhân Quả thấy Tông La Hầu bại trận, Lý Thế Dân truy đuổi, liền bày trận ở ngoài thành Chiết Giá chờ đợi. Lý Thế Dân cho quân chiếm Kinh Thủy để cắt đứt đường tiếp tế lương thực và đường rút của địch quân. Quân Tiết hoảng sợ, tướng Hỗn Cán đem quân ra hàng. Tiết Nhân Quả cả kinh, bỏ trận vào thành cố thủ. Lý Thế Dân kéo quân đến chân thành, hậu quân cũng lần lượt kéo tới, vây chặt thành Chiết Giá. Quân Tiết trong thành vừa lo sợ, vừa oán trách chủ tướng, mất hết tinh thần. Nửa đêm, tướng sĩ mở cửa thành ra hàng quân Đường. Tiết Nhân Quả tuyệt vọng, bị buộc phải đầu hàng, quân Đường tiếp nhận hơn 1 vạn hàng binh. Từ đó địa khu Lũng Hữu rộng lớn trở thành đất của triều Đường. Tại lễ mừng công, chư tướng chúc mừng Lý Thế Dân, hỏi, sau khi thắng trận đầu, đại vương không đem theo bộ binh, chỉ dẫn 2000 khinh kỵ đuổi địch đến tận Chiết Giá. Khi đó chúng thần đều cho rằng không thể hạ được thành. Nhưng cuối cùng đại vương lại nhanh chóng phá tan quân địch, không rõ là nhờ diệu kế gì. Lý Thế Dân đáp, tướng sĩ của Tông La Hầu đều là người Lũng Ngoại, kiêu dũng hung hãn. Ta nuôi dưỡng nhuệ khí, chờ địch mệt mỏi mới đánh bại hắn, nhưng thắng lợi chưa lớn. Nếu để hắn vào thành Chiết Giá, họp quân với Tiết Nhân Quả thì ta khó chiếm được thành. Ta phải đuổi gấp buộc hắn chạy về Lũng Ngoại. Khi đó Tiết Nhân Quả còn lại một mình, lòng quân dao động, chán trường, ta mới có thể buộc chúng đầu hàng. Cao Lăng hốt hướng, Bối Khiêu hốt nghịch. Địch chiếm núi cao thì ta không đánh lên, địch dựa vào gò đống thì ta không nên đánh chính diện. Đoàn Thiểu đánh từ trên núi xuống, phá quân Chu. Thời kỳ Nam Bắc Triều, năm Đông Ngụy Võ Định thứ 8, năm 550, Cao Dương lật đổ Đông Ngụy, xưng đế, quốc hiệu Tề, sử gọi là Bắc Tề. Năm 557, Vũ Văn Giác lật đổ Tây Ngụy, xưng đế, quốc hiệu Chu, sử gọi là Bắc Chu. Bắc Chu và Bắc Tề năm nào cũng đánh nhau. Bắc Chu truyền đến đời Vũ Văn Ung, nhiều phen liên hợp với đột quyết đánh Tề. Năm Bắc Chu Bảo Định thứ 3, năm 563, Vũ Văn Ung lại triệu quần thần thương nghị, quần thần đề nghị phái 10 vạn hùng binh lần nữa đánh Tề. Chủ quốc là Dương Trung nói binh không cần nhiều, chỉ cần 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ là đủ. Vũ Văn Ung liền cử Dương Trung làm soái, lĩnh 1 vạn bộ kỵ xuất phát từ phía bắc, đại tướng Đạt Hề Vũ dẫn 3 vạn quân từ phía nam, hẹn sẽ hợp quân tại Tấn Dương, Tây Nam Thái Nguyên, Sơn Tây, trên đất Tề. Dương Trung liên tiếp hạ hơn 20 thành của Bắc Tề, công phá Ải Kinh Lĩnh, Tây Bắc huyện Đại, Sơn Tây, uy thế lừng lẫy. Ba Kha Hãn, thủ lĩnh của đột quyết là Mộc Can, địa đầu, Bộ Ly cũng đem 10 vạn kỵ binh đến hội quân cùng tiến. Chúa Bắc Tề là Cao Trạm tuy ham mê tiểu sắc, nhưng biên giới bị xâm phạm, cũng không ngồi yên, liền cất quân từ Kinh Đô Nghiệp Thành, Tây Nam Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc, tiến về Tấn Dương. Bây giờ đang giữa tháng Chạp, tuyết phủ trắng mặt đất. Quân Tề gội tuyết gấp đến Tấn Dương, lệnh cho Tư Không Học Luật Quang cùng 3 vạn bộ kỵ binh đóng trại tại Bình Dương, Tây Nam Lam Phần, Sơn Tây, trấn thủ phía Nam để chống quân Chu của Đạt Hề Vũ. Dương Trung cùng 3 thủ lĩnh đột quyết kéo quân tới dưới thành Tấn Dương. Chúa Tể Cao chạm lên thành quan sát, thấy quân địch đông như kiến, thế như nước lũ, bất giác tái mặt nói, địch mạnh nhường kia, làm sao chống đỡ đây. Đoạn vội trở vào trướng, đem mấy người thân tín bỏ trốn. Triệu Quận Vương Cao Duệ và Hà Gián Vương Lý Uyển can ngăn mới ở lại. Lý Uyển đề nghị cử Cao Duệ chỉ huy phòng thủ, ắt hiệu lệnh sẽ nghiêm minh. Chúa Tể liền cử Cao Duệ làm tiết chế, thứ sử Tịnh Châu Đoàn Thiều phụ trách quân vụ. Đoàn Thiều là hoàng thân Bắc Tề, rất có tài cầm quân. Đôi bên cầm cự hơn 10 ngày. Đầu tháng Giêng năm sau, Chúa Tề lên thành lầu, thấy quân dung vô cùng tề chỉnh. Thủ lĩnh đột quyết là Mộc Can thấy vậy, có vẻ lo sợ, trách người nhà Chu, các vị bảo quân Tề roi ren, suy yếu, dễ diệt, nên ta mới tới đây. Nay ra xem hoàn toàn không phải như vậy, đủ thấy các vị nói ngoa. Quân Chu chưa chịu, đem bộ binh tới cửa thành phía Tây khiêu chiến. Tướng Tề có người muốn ra đánh, Đoàn Thiểu không chấp nhận nói, chúng ta phải cố thủ lấy nhàn chờ mệt, đợi thời cơ mới hành động, rồi truyền lệnh, khi nào ta cho phất cờ gióng trống mới được xuất kích, kẻ nào trái lệnh sẽ bị chém đầu. Quân Chu khiêu chiến mãi, quân Tề không chịu ra, khí thế dần giảm sút. Đúng lúc đó, quân Tề nổi trống dồn dập, mãnh liệt xông ra, quân Chu bị bất ngờ, hoang mang, rối loạn. Dương Trung không cự nổi, chỉ mong quân đột quyết đến trợ chiến. Song Mộc Can lại dẫn quân lên dãy núi phía Tây lo giữ mình, bỏ mặc quân Chu. Quân Chu tan tác chạy về Quan Trung. 3 thủ lĩnh đột quyết cũng rút về phía biên giới. Đoàn Thiểu trước sau vẫn không truy kích. Quân đột quyết rút qua Kinh Lãnh, hẻm núi giá rét thấu xương, ngựa bị rụng lông, người thì mỏi mệt. Về đến Vạn Lý Trường Thành thì ngựa chết hết, người phải chống gậy lê bước. Tướng Chu là Đạt Hề Vũ ở Bình Dương vẫn chưa hay tin Dương Trung bại trận. Tướng Tề là Học Luật Quang cố ý viết thư diễu cợt, đại ý, hồng hạc đã cao chạy xa bay, kẻ trăng lưới còn chờ dưới bãi lau làm gì vô ích. Đạt Hề Vũ đọc thư, đoán Dương Trung đã thua, ngay hôm đó rút quân lui về. Giữa đường bị quân Tề đuổi kịp, phải vừa đánh vừa lùi mới thoát thân, mất hơn 2000 quân. Học Luật Quang trở lại Tấn Dương, Chúa Tể Cao Trạm vui quá ôm lấy Học Luật Quang mà khóc. Ngày luận công, Cao Duệ được thăng là Lục Thượng Thư Sự, tương đương Tể Tướng, Học Luật Quang làm Tư Đồ, Đoàn Thiều làm Thái Sư. Bắc Chu đánh Tấn Dương chưa xong, tháng 6 năm sau lại hẹn với đột quyết tiếp tục tiến công Bắc Tề. Chúa Tể Cao Trạm muốn tạm ngưng chiến tranh, liền đem hoàng cô và mẫu thân của tấn công Vũ Văn Hộ nhà Chu từng lưu lạc 30 năm ở đất Tề trả về cho chúa nhà Chu để cầu hòa hiếu. Vũ Văn Hộ được mẹ, muốn kết giao với Tề, nhưng thủ lĩnh đột quyết là Mộc Can đã tập hợp binh mã, cứ phái sứ giả tới dục cất binh như ước hẹn. Chúa nhà Chu sợ bội ước sẽ bị đột quyết trở mặt, đành lệnh xuất chinh. Đầu tháng 10 năm Bắc Chu Bảo Định thứ tư, 564, chúa nhà Chu là Vũ Văn Ung lệnh Vũ Văn Hộ điều 20 vạn binh mã của 6 trụ quốc và 12 đại tướng đi đánh Tề. Vũ Văn Ung trao Thượng Phương Bảo Kiếm cho Vũ Văn Hộ và đến tận Sa Uyển động viên tướng sĩ. Vũ Văn Hộ đến Chương Quan, phái trụ quốc Úy Trì Quýnh dẫn 10 vạn tinh binh đánh Lạc Dương. Vũ Văn Hiến, Đạt Hề Vũ, Vương Hùng hạ trại tại Mang Sơn, phía tây tỉnh Hà Nam, thành thế bao vây. Quân Chu đắp gò, đào địa đạo, tìm đủ cách mà suốt 30 ngày không phá được thành Lạc Dương. Vũ Văn Hộ hạ lệnh cắt đứt đường Hà Dương, Tây Nam huyện Mạnh, Hà Nam để ngăn chặn viện binh của Bắc Tề. Chúa Tể Cao Trạm điều Lan Lăng Vương Cao Trường Cung và tướng Học Luật Quang đi cứu Lạc Dương. Hai cánh quân này tới gần Lạc Dương, thấy thế mạnh của quân Chu không dám tiến nữa. Cao Trạm cho Triệu Đoàn Thiểu hỏi, Lạc Dương nguy CAP, chấm muốn cất binh cứu viện, nhưng đột quyết xâm phạm phía Bắc cũng phải cứu, ý khanh thế nào? Đoàn Thiểu thưa, đột quyết xâm phạm là chuyện nhỏ, quân Chu đánh Lạc Dương mới là chuyện lớn. Thần nguyện cất binh một phen đánh bại quân Chu. Cao Trạm mừng rỡ, cử Đoàn Thiểu đem 1000 binh kỵ đi tiên phong, còn mình dẫn đại quân đi tiếp ứng. Đoàn Thiểu hành quân cấp tốc, vượt Hoàng Hà xuống phía Nam. Vì dạo này trời âm u, quân Chu không hề phát hiện, hơn 1000 kỵ binh của Đoàn Thiểu lại cố giữ kín hành tung. Đến ngoại thành Lạc Dương, Đoàn Thiểu hạ trại và dẫn chư tướng lên một gò cao ở Mang Sơn quan sát thế trận quân Chu. 3 cánh quân Chu của Vũ Văn Hiến, Đạt Hề Vũ, Vương Hùng đều áp lưng vào các gò đống phía dưới Mang Sơn. Đoàn Thiểu nhớ kỹ điều ấy, khi tiến đến hẻm núi Thái Hòa hợp quân với Cao Trường Cung và Hộc Luật Quang, ông mới bố trí chống địch. Đoàn Thiểu chỉ huy quân từ trên núi đánh xuống, nhưng thực ra chỉ hư trương thanh thế. Quân Chu chủ yếu là bộ binh, ỷ đông, tràn tới đánh. Được một lúc, Đoàn Thiểu quay đầu ngựa chạy, quân Chu bám giết đằng sau. Đoàn Thiểu dụ chúng vào sâu trong hẻm núi, mới hạ lệnh xuống ngựa, quay lại đánh. Quân Chu đã phạm vào điều tối kỵ trong binh pháp là không tấn công lên núi cao, rơi vào thế bất lợi. Còn Đoàn Thiểu thì theo đúng binh pháp dụ địch ra khỏi gò đống, nơi chúng dựa lưng, đến chỗ khác mà đánh. Quân Tề từ trên cao đánh xuống, thế như thác đổ. Quân Chu lấp rớt xuống vực, lớp ngã xuống khe, tử thương vô số. Cánh quân của Úy Trì Quýnh thấy tiền quân thua to, liền bỏ vây Lạc Dương mà chạy, vứt bỏ giáp trượng, dụng cụ, suốt 30 dặm từ Mang Sơn đến Cốc Thủy ngổn ngang đồ vật. Chỉ có Vũ Văn Hiến, Đạt Hề Vũ, Vương Hùng còn ở lại đánh nhau. Vương Hùng bị Hộc Luật Quang dùng tên bắn chết. Vũ Văn Hiến đang đôn đốc binh lính, định ngày mai đánh tiếp thì Đạt Hề Vũ nói nhỏ, quân vây Lạc Dương đã rút. Lòng quân dao động, nếu ta không nhân trời tối rút ngay đêm nay e ngày mai không còn đường về. Vũ Văn Hiến ra lệnh cho quân lặng lẽ nhổ trại, rút chạy về phía tây. Cao Trạm đã kéo quân trở lại Lạc Dương, lại được tin quân đột quy S đã rút, vô cùng mừng rỡ, thăng Đoàn Thiểu làm Thái Tể, Hộc Luật Quang làm Thái Úy, Cao Trường Cung làm Thượng Thư Lệnh, thưởng công cho nhiều tướng sĩ. Dương Bắc vật tòng, địch giả vờ thua chạy thì chớ đuổi theo. Quách Tử Nghi giả thua đánh tan phản quân. Đường Túc Tông, năm 757, vua Đường là Lý Hưởng cử con trưởng là Quách Bình Vương Lý Thích làm nguyên soái, Quách Tử Nghi làm phó soái, đem 15 vạn quân đánh bại hai đạo phản quân của An Lộc Sơn và Sử Tử Minh, chiếm lại hai kinh Tràng An và Lạc Dương. Loạn quân bỏ chạy về phía bắc, nhóm đầu tiên về tới Phạm Dương, vùng phụ cận Bắc Kinh, được Sử Tử Minh thu thập. An Khánh tự giết cha là An Lộc Sơn, lên ngôi, sợ Sử Tử Minh làm phản về với triều Đường, sai hai tướng tâm phúc là A Sử Na Thừa Khanh và An Thủ Trung dẫn quân đến nhập với Sử Tử Minh. Dặn khi có cơ hội thì trừ khử Sử Tử Minh. Sử Tử Minh nghe lời khuyên của tùy tướng, bắt giữ hai tướng do An Khánh tự phái tới, rồi đem 8 vạn binh mã, 13 quận về hàng triều đình. Đường Túc Tông cảm mừng, phong Sử Tử Minh làm Quy Nghĩa Vương kiêm Tiết Độ sứ Phạm Dương và phái họ Sử đem quân đi trừng phạt An Khánh tự. Năm Càn Nguyên thứ nhất, năm 758, tháng 6, Đại tướng Lý Quang Bật cho rằng Sử Tử Minh là kẻ xảo quyệt, trước sau cũng sẽ lại làm phản, tâu với Đường Túc Tông chia quân của họ Sử ra. Túc Tông liền phong Ô Thừa Ân, một người thân tín của Sử Tử Minh làm Tiết Độ phó sứ Phạm Dương, để Ô Thừa Ân chờ cơ trừ khử Sử Tử Minh. Kế hoạch bại lộ, Sử Tử Minh giết Ô Thừa Ân và lại chống triều đình. Lúc này Túc Tông đang dốc toàn lực bình định An Khánh tự phải tạm thời hòa hoãn với Sử Tử Minh. Tháng 9, Lý Hưởng mới sai Quách Tử Nghi cùng 7 tiết độ sứ trừng phạt An Khánh tự, lại phái 2 tiết độ sứ, trong đó có Lý Quang Bật hiệp trợ dẹp phản loạn. Quách Tử Nghi đem quân bản bộ đi trước, từ Hạnh Viên, Đông Nam huyện Cấp, Hà Nam, vượt Hoàng Hà, đánh Hoạch Giá, Hà Nam, đánh bại cánh quân của An Thái Thanh. An Thái Thanh chạy về Vệ Châu, huyện Cấp, Hà Nam. Quách Tử Nghi tiến đánh Vệ Châu. Lúc này các tiết độ sứ khác cũng lần lượt kéo đến hợp vây Vệ Châu. An Khánh tự nhận được cấp báo cầu viện. An Thái Thanh cậy mình có 7 quận, 60 thành làm căn cứ, quân tinh nhuệ lương thảo dồi dào, liền đem 7 vạn tinh binh chia làm 3 đạo cứu Vệ Châu. Thượng quân do Thôi Càn chỉ huy, hạ quân do Điền Thừa Tư chỉ huy, trung quân do đích thân An Khánh tự thống lĩnh. Quách Tử Nghi nghe tin quân An Khánh tự kéo đến, phái 3.000 cung thủ mai phục bên trong lũy đất, còn tự mình dẫn quân ra đánh. Đôi bên giao chiến không lâu, Quách Tử Nghi giả thua chạy. An Khánh tự muốn báo thù hai trận thua trước, thúc quân đuổi theo. Quách Tử Nghi dụ quân An Khánh tự tới dưới chân lũy đất, đột nhiên phục binh vụt dậy, tên hắn như mưa. Quân An đại bại, Quách Tử Nghi thừa thắng truy kích, giết vô số quân An. Em ruột của An Khánh tự là An Khánh Hòa trúng tên ngã ngựa, bị giết chết. Quân trong thành Vệ Châu thấy viện binh bị đánh tan tác thì kinh hoàng bỏ chạy. Quân Đường chiếm được thành, Quách Tử Nghi đem quân truy kích đến tận Gò Sầu Tư phía tây Nghiệp Thành. Trong chiến dịch này, quân Đường diệt cả thảy hơn 3 vạn quân địch, bắt sống 1.000 tên. Nhuệ tốt vật công, quân địch tinh nhuệ thì chưa nên tiến đánh. Bảo phòng đánh địch tinh nhuệ, bị thảm bại, Bảo Phòng là người Châu Nam, Nam Phán, Hồ Bắc, mồ côi cha từ sớm, nhà nghèo, nhưng hiếu học, chịu khó, cuối năm Đường Thiên Bảo thi đỗ tiến sĩ. Ra làm quan ở Chiết Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, có công, được thăng đến chức công bộ thượng thư, nhưng không có sở trường cầm quân đánh trận. Năm 778, tháng Giêng, tộc Hồi Hột đem quân xâm phạm biên giới phía Bắc, lúc ấy Bảo Phòng đang phụ trách phòng thủ giải đất Thái Nguyên. Khi quân Hồi Hột tiến đến gần Thái Nguyên, Tiết độ sứ Hà Đông là Lý Tư Lương nói với Bảo Phòng, tinh binh Hồi Hột từ xa đến, chỉ muốn đánh nhanh. Quân ta khó chống đỡ, chi bằng nên lập hai phòng tuyến, kiên quyết cố thủ. Thấy Bảo Phòng im lặng, Lý Tư Lương nói tiếp, quân Hồi Hột đang đầy nhuệ khí, quân ta hãy cố thủ chưa giao chiến, chờ địch sa sút, hết nhuệ khí mà đánh. Lúc ấy hai phòng tuyến yêu ốc sau giáp công thì sẽ toàn thắng. Bảo Phòng lắc đầu, quân giặc đi tới đâu là chém giết cướp bóc tới đó. Ta là tướng của Đại Đường lo phòng thủ, nếu để địch tiến sâu vào thì có tội lớn với trăm họ. Đoạn hạ lệnh cho đại tướng Tiêu Bá Du đem quân rời thành đi gấp chặn địch. Tiêu Bá Du dẫn quân đi liền 50 dặm, tới thành Dương Khúc, trấn Dương Khúc, Bắc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, gặp quân Hồi Hột xâm nhập. Đôi bên đánh nhau to, quân Hồi Hột đang đầy nhuệ khí, còn quân Đường vốn ít được huấn luyện, vừa mới tập trung đã hành quân gấp rút, mới đánh đã thua. Tướng Tiêu Bá Du và hộ tướng liều chết chống cự, nhưng cuối cùng bị thua to, chết hơn 1 vạn người. Nhị binh vật thực, địch đem mồi ra nhiều thì chớ nuốt. Dương Hành mật thả mồi dụ địch, thắng trận Quảng Lăng. Thời Đường Hy Tông, niên hiệu Quang Khải, tiết độ sứ Hoài Nam là Cao Biển trọng dụng những quan lại tàn ác như Lã Dụng Chi, khiến người người oán hận. Năm Quang Khải thứ 3, năm 887, tháng 4, mượn danh nghĩa trừng phạt Lã Dụng Chi. Tả Xương Đô Chi binh mã sứ của Hoài Nam là Tất Sư Đạc và quân sứ của Hoài Ninh là Trịnh Hán Trương đem quân đánh trị sở của Hoài Nam là thành Quảng Lăng, Dương Châu. Tất Sư Đạc còn phái bộ tướng của mình là Tôn Ước đem thư đến quan sát sứ Tuyên Châu là Tần Ngạn đề nghị cùng cất binh, hứa nếu hạ được Quảng Lăng sẽ để Tần Ngạn làm thống soái. Tần Ngạn xem xong thư, cao hứng sai Trần Chu đem 3.000 quân đến Dương Tử hỗ trợ Tất Sư Đạc. Tất Sư Đạc dẫn quân đến dưới thành Quảng Lăng. Cao Biển hoảng sợ, cử Hứa Kham đem thư và rượu thịt đến gọi là để úy lão Tất Sư Đạc, nhưng Hứa Kham chưa kịp nói đã bị Tất Sư Đạc ra lệnh chém đầu. Lã Dụng Chi là kẻ xảo trá, gian ác, nắm thực quyền ở dinh tiết độ sứ. Hắn mượn danh nghĩa Cao Biển, cử thứ sử Hộ Châu là Dương Hành Mật làm hành quân Tư Mã đem quân đi cứu Quảng Lăng. Mưu sĩ viên tập của Dương Hành Mật phân tích tình hình, nói Cao Biển mê muội, Lã Dụng Chi gian tà, Tất Sư Đạc ngỗ ngược, 3 hạng người ấy tụ hợp một chỗ, tiện cho ta dùng binh. Đây là ý trời muốn để Hoài Nam có minh công đây. Xin ngài cất quân đi ngay. Dương Hành Mật đem toàn bộ binh mã Hộ Châu và mượn thêm lực lượng của thứ sử Hỏa Châu là Tôn Đoan, cộng lại được mấy ngàn, tiến gấp đến Quảng Lăng. Tháng 5 thì tới Thiên Trường. Tất Sư Đạc lúc này đã vào được trong thành, bức Cao Biển phải cử hắn làm tiết độ phó sứ, hành quân Tư Mã. Quan sát sứ Tuyên Châu là Tần Ngạn cũng đích thân dẫn hơn 1 vạn quân thừa thế tiến đến Quảng Lăng không tốn một mũi tên. Tần Ngạn tự xưng là tiết độ sứ Hoài Nam cử Tất Sư Đạc làm Tư Mã hành quân, cử thứ sử Chi Châu là Triệu Hoang làm quan sát sứ Tuyên Hấp. Khi Dương Hành Mật tới Quảng Lăng, Tần Ngạn không biết thực lực của ông thế nào, liền ra lệnh đóng chặt cửa thành phòng thủ. Dương Hành Mật cho xây dựng 8 doanh trại vây quanh thành, bịt hết các lối ra, chuẩn bị chiến đấu. Trong thành tự nhiên tụ tập hàng vạn binh mã, lương thảo trở nên khan hiếm. Dân chúng phải đem vàng bạc châu báu ra đổi lấy lương thực của quân đội, một viên ngọc chỉ đổi được 5 thăng gạo. Để ổn định lòng quân, Tần Ngạn phái Tất Sư Đạc đem 8.000 quân ra thành đánh phá, nhưng các yếu đạo đã bị lấp, liều chết đánh cũng không phá nổi, lại tử thương nhiều, đành phải rút vào thành. Tháng 8, quân và dân trong thành đều nơm nớp bất an, thấy khó bề cố thủ thêm. Tần Ngạn sai Tất Sư Đạc và Trịnh Hán Trương dẫn 1.200 binh ra bày trận ở ngoài thành phía Tây, trải dài mấy dặm, khí thế khá mạnh. Dương Hành Mật hạ lệnh không đánh, ngồi nguyên trong trướng nói với các tùy tướng, cứ theo kế hoạch đã định, khi nào địch tiến đến gần hãy báo cho ta biết. Tướng Lý Tông Lễ nói, địch đông ta ít, ta nên rút thì hơn bị tướng Lý Thọ lớn tiếng phản đối, ta lấy thuận phạt nghịch, nay thắng lợi gần kề, há lại lui binh. Tôi nguyện làm tiên phong đánh địch. Dương Hành Mật chấp nhận, nói, được Lý tướng quân đi trước dụ địch, ta sẽ đem tinh binh tiếp ứng. Làm sao dụ được quân chủ lực của địch tới khu vực để kho lương của chúng ta? Lý Thọ dẫn quân đi, Dương Hành Mật đem hơn 1.000 quân mã đi theo, mới được nửa đường, thấy quân Lý Thọ thua chạy về, đằng sau là quân địch đuổi theo. Dương Hành Mật để cho quân của Lý Thọ qua hết, mới chỉ huy binh mã chặn địch. Đánh được một lúc, cũng cho quân rút dần, tới gần kho lương thì chạy vào một con đường nhỏ hẹp. Lính coi kho toàn là loại già yếu, không chống đỡ nổi. Quân địch tràn tới, thấy lương thực và của cải như núi thì tranh nhau cướp đoạt, chất lên lưng ngựa hoặc đeo khoác đầy mình, cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn không ra thể thống gì. Đúng lúc ấy, Dương Hành Mật và Lý Thọ chỉ huy phục binh ập tới tấn công. Hơn 1 vạn quân địch giày xéo lên nhau mà chạy, bị giết, bị bắt sống toàn bộ, tử thi ngổn ngang trong vòng 10 dặm. Tất Sư Đạc và Trịnh Hán Trương tế ngựa chạy trốn mới thoát chết. Quỳ sư vật át, địch rút về nước chúng thì không nên chặn đường. Tào Tháo rút quân, đánh địch đuổi theo. Thời Đông Hán, tháng 3 năm Kiến An thứ 3, năm 198 sau Công Nguyên, Tào Tháo dẫn đại quân bao vây Trương Tú ở Thành Nhương, huyện Đặng, Hà Nam. Trương Tú là cháu Trương Tế, một tùy tướng của Đổng Trác, từng theo chú đánh Nam dẹp Bắc, dũng cảm thiện chiến, được phong kiến trung tướng quân, tuyên uy hầu. Quân Tào đến Thành Nhương, Trương Tú xuất thành nghênh chiến, chửi Tào Tháo là kẻ vô liêm sỉ. Tào Tháo cả giận, sai dũng tướng Hứa Trừ xuất trận. Phía Trương Tú có một tướng thúc ngựa xông ra là Trương Tiên. Trương Tiên không địch nổi, được 10 hiệp thì bị Hứa Trừ đâm ngã ngựa. Quân Trương Tú thua to, phải rút vào thành cố thủ. Tào Tháo lệnh vây thành, nhưng thành kiên cố, Trương Tú phòng thủ nghiêm mật, quân Tào không phá được. Tào Tháo lại dùng lối dương đông kích tây, giả dạng đánh phá Tây Bắc, xong đột nhiên công kích phía Đông Nam, nhưng đều bị mưu sĩ của Trương Tú là Giả Hủ phá được. Tào Tháo hao binh lổn tướng, hết sức buồn rầu. Trương Tú thấy quân Tào vây mãi không rút, trong thành lương thực có hạn, khó chống cự lâu, bèn chọn người đột phá vòng vây mang thư đến Kinh Châu gặp Lưu Biểu xin cứu viện. Trương Tú và Lưu Biểu từng liên minh để dựa vào nhau. Nhận được thư, Lưu Biểu liền phái binh đi tiếp viện, chuẩn bị chặn đường rút của quân Tào, để cùng Trương Tú đánh quân Tào từ hai phía. Tào Tháo nghe tin, suy xét tình thế, quyết định tạm thời rút quân. Trương Tú thấy quân Tào nhổ trại, cho rằng thời cơ đã tới, hạ lệnh truy kích. Mưu sĩ Giả Hủ can, Tào Tháo giỏi dùng binh, rút quân như vậy hẳn có mưu kế, ta không nên đuổi theo. Trương Tú không nghe, cứ dẫn binh truy kích. Quân Tào rút lui rất chậm, mỗi ngày chỉ đi vài dặm. Tả Hữu không hiểu, hỏi Tào Tháo, phía trước có quân Lưu Biểu ngăn chặn, phía sau có Trương Tú đuổi theo, nếu hành quân chậm chạp như vậy, không nguy hiểm lắm sao? Tào Tháo đã có chủ ý, chỉ mỉm cười. Tối hôm ấy, Tào Tháo gửi thư về Hứa Đô cho Tuân Du, trong thư viết, quân giặc đang đuổi theo, quân ta tuy ngày rút vài dặm, nhưng đã có kế hay, khi đến An Chúng, Đông Nam huyện Trấn Bình, Hà Nam, sẽ có thể đánh bại Trương Tú. Khi quân Tào đến An Chúng, quân của Lưu Biểu và Trương Tú đã hội hợp với nhau, chiếm cứ địa hình hiểm yếu, chuẩn bị cùng tấn công, tình thế quân Tào vô cùng nguy ngập. Chư tướng lo lắng hỏi, Tào Tháo bình thản xem bản đồ, nói, chờ đến tối sẽ rõ. Đêm ấy Tào Tháo lệnh cho quân lính nhân đêm tối mở đường xuyên rừng mà đi, khi các xe quân nhu qua hết thì bố trí phục binh hai bên đường. Sáng hôm sau, Trương Tú, Lưu Biểu thấy doanh trại quân Tào trống không, liền dốc toàn lực đuổi theo. Quân của họ đuổi sâu vào rừng, thấy hai bên là núi cao, cây cối rậm rạp, biết là bị lừa, vội vàng tháo lui, thì đã muộn. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, phục binh quân Tào đổ ra hò hét chém giết vang lừng. Quân Lưu, Trương đại loạn, thương vong vô số. Tháng 7, Tào Tháo về đến Hứa Đô. Tuân Du đến gặp Tào Tháo, nói, trong thư thừa tướng viết trước rằng đến An Chúng có thể đánh bại quân giặc, là vì sao? Tào Tháo cười đáp, Lưu Biểu, Trương Tú đuổi theo quân ta, bức quân ta một mất một còn. Binh pháp nói rằng binh lâm tử địa tất phải liều chết để đánh mà sống. An Chúng có núi rừng hiểm trở, nên ta biết trước chỉ một trận tại đó đủ thắng. Vì sư tất khuyết, bao vây quân địch nên chừa một lối thoát. Lưu Giang vây hải tặc, chừa một lở ô y thoát để tiêu diệt chúng. Năm Vĩnh Lạc thứ 9, năm 1411, Đô đốc Lưu Giang phụ trách phòng thủ bờ biển Liêu Đông vì sơ suất, để bọn hải tặc thâm nhập. Minh Thái Tổ Chu Đệ cả giận, định chém đầu Lưu Giang, nhưng xét thấy Lưu Giang thiện chiến, lại vì sơ suất, nên cho Lưu Giang được lập công chuộc tội, rồi sẽ xét xử sau. Năm 1419, Lưu Giang làm đô đốc, tổng binh Liêu Đông. Mấy năm qua, ông chịu khó tuần tra các nơi. Hôm ấy, ông tới đồn Vọng Hải, đông bắc huyện Kim, tỉnh Liêu Ninh, để thị sát. Đồn Vọng Hải là điểm cao ở bán đảo Liêu Đông, nơi này có thể chứa hàng ngàn quân, bọn hải tặc muốn thâm nhập đều phải đi qua đây. Đời Minh Thái Tổ Hồng Võ đã đắp lũy đá thành đài quan sát ngoài biển. Khi Lưu Giang tới, trinh sát báo cáo đã phát hiện có ánh đèn ngoài biển, phía đông nam. Lưu Giang đoán rằng bọn hải tặc kéo tới, liền cho tăng cường binh mã phòng thủ. Hôm sau, quả nhiên có hơn 2.000 hải tặc dong thuyền tới Vọng Hải, đổ bộ lên bờ. Lưu Giang đã bố trí một đội quân mai phục dưới chân núi và cho tinh binh chặn đường rút của bọn hải tặc. Khi chúng lọt vào mai phục, ông nổi hiệu lệnh cùng tấn công, chặn đầu khóa đuôi bọn hải tặc. Chúng không ngờ, lập tức rối loạn, thương vong nặng nề. Tàn binh chạy tới Anh Đảo Viên là một cái lô cốt bỏ không. Quân Minh bao vây chặt, các tướng sĩ muốn xông vào chém giết, nhưng Lưu Giang ngăn lại. Ông giải thích, nếu ta tiến vào, bọn hải tặc cùng đường sẽ liều chết chống cự, quân ta sẽ thương vong nặng nề. Ông hạ lệnh chừa cho chúng một lối thoát. Quả nhiên, bọn hải tặc thấy có lối thoát bèn tranh nhau chạy ra. Quân Minh phục ở hai bên sườn núi ập xuống, đánh bọn hải tặc đại bại, bắt sống mấy trăm tên. Tổng cộng giết và bắt sống hơn ngàn tên, tức là toàn bộ bọn hải tặc đổ bộ lên bờ. Trận Vọng Hải là thắng lợi lớn nhất về chống hải tặc đầu nhà Minh. Cùng khấu vật bách, địch cùng khốn, không nên quá bức bách. Mộ Dung Khác không bức bách địch, chiếm được thành. Thời Đông Tấn, Trấn Bắc tướng quân Đoạn Khám đóng binh ở Quảng Cố, Tây Bắc Ích Đô, Sơn Đông, tự xưng Tề Vương. Năm 355, Đoạn Khám xâm phạm biên giới nước Yên, viết thư chỉ trích chúa nước Yên là Mộ Dung Tuấn xưng đế, khiến Mộ Dung Tuấn cả giận. Tháng 11 năm đó, Mộ Dung Tuấn sai em là Mộ Dung Khác làm đại đô đốc, thượng thư lệnh Dương Vụ làm phó đô đốc, đem quân đi trừng phạt Đoạn Khám. Mộ Dung Khác phái một cánh quân đến bờ Hoàng Hà trước để chuẩn bị thuyền vượt sông và dò xét động tĩnh của Đoạn Khám. Em trai Đoạn Khám là Đoạn Bì, dũng cảm, mưu trí, đề nghị với anh mình, Mộ Dung Khác giỏi dùng binh, quân đông thế mạnh, nếu để hắn vượt sông đến đây, muốn xin hàng cũng không được. Đoạn Bì đề nghị Đoạn Khám cứ cố thủ Quảng Cố, để mình dẫn tinh binh đến bờ Hoàng Hà đánh quân Yên, nếu thắng thì Đoạn Khám đem binh rời thành cùng đuổi địch. Nếu thua thì xin hàng CUAG chưa muộn. Đoạn Khám không nghe. Đại quân Yên đã tới Hoàng Hà. Đoạn Bì lại đề nghị với anh lần nữa. Đoạn Khám vẫn gạt đi. Tình hình quá gấp, Đoạn Bì khẩn khoản xin lần ba. Đoạn Khám cả giận, rút kiếm chém chết em. Mộ Dung Khác đóng quân bên hờ Hoàng Hà mấy ngày chờ động tĩnh. Nãy nghe tin Đoạn Khám giết em, biết hắn mê muội, bất tài, liền ha lệnh vượt sông, tiến đến bờ nam sông Chi Hà, Sơn Đông, cách Quảng Cố hơn 100 dặm mới thấy Đoạn Khám dẫn 3 vạn quân tới nghênh chiến. Mộ Dung Khác và Dương Vụ chia làm hai cánh vây chặt quân của Đoạn Khám. Đoạn Khám không địch nổi, rút lui dần. Em trai khác của Đoạn Khám là Đoạn Khảm bị bắt, tướng chỉ huy quân là Viên Phạm tử trận. Mộ Dung Khác truy kích Đoạn Khám cố thủ trong thành. Mộ Dung Khác không vội đánh phá, chỉ hạ trại bao vây, đồng thời đưa binh đi đánh các quận huyện xung quanh. Quan quân các vùng đó lần lượt đầu hàng. Mộ Dung Khác cho họ giữ nguyên chức cũ để giữ yên lòng người. Mộ Dung Khác sắp đặt mọi việc tiến thoái đâu ra đó, chỉ riêng việc vây thành là không xúc tiến. Các tướng không hiểu, đều cùng đề nghị đánh phá cho nhanh. Mộ Dung Khác giảng giải, đạo dùng binh có khi phải gấp rút, có khi phải thong thả. Khi tương quan lực lượng giữa ta và địch cân bằng, địch lại có ngoại viện mạnh, thì phải đánh gấp để tránh bị địch đánh từ phía sau. Nếu ta mạnh địch yếu, địch không có ngoại viện, thì ta cứ thong thả bao vây chờ địch kiệt sức. Binh pháp gọi là 10 vây 5 đánh là ngụ ý như vậy. Mộ Dung Khác phân tích thêm, Đoạn Khám còn có lực lượng tương đương, đang cố thủ trong thành. Nếu ta tấn công mạnh tất sẽ thương vong lớn. Quốc gia liên tiếp dùng binh, sĩ tốt cực khổ rồi, nỡ nào đẩy họ vào chỗ chết. Chi bằng đợi địch kiệt quệ hơn là tham thắng lợi vội vàng. Các tướng nghe dẫn giải ai nấy đều thán phục, yên tâm củng cố vòng vây, một mặt làm ruộng tính kê lâu dài. Nửa năm trôi qua, đến năm 356, lương trong thành đã cạn, Đoạn Khám dốc toàn bộ binh lực, mở cửa thành xông ra quyết chiến. Nhưng Mộ Dung Khác đã sớm đề phòng, có lũy cao hào sâu tiếp chiến, lại phái kỵ binh chặn hậu phía sau để Đoạn Khám không còn đường rút vào thành. Binh sĩ của Đoạn Khám đổi khác, chỉ sau một hồi giao chiến đã thua to. Đoạn Khám tà sung hữu đột, có cánh cũng không phá nổi vòng vây, đành kéo quân rút vào thành. Không ngờ bị kỵ binh quân Yên tràn ra chặn giường, tiến thoái đều hết lối, Đoạn Khám phải liều chết mở đường máu mới vào được trong thành. Quân Yên không đuổi theo hắn, chỉ tiêu diệt bộ phận còn ở ngoài thành. Đoạn Khám thấy tinh thần quân sĩ hoàn toàn sa sút, phái tùy tướng Đoạn Ôn lén rời thành sang Đông Tấn cầu cứu. Triều đình Đông Tấn vốn được Đoạn Khám xưng thần triều cống, không tiện từ chối, liền phái tướng Tuân Tiễn đem binh đi cứu. Tuân Tiễn đến Lương Tả thấy quân Yên quá mạnh, không dám tiến nữa. Đoạn Khám chờ viện binh mãi không thấy, hết đường chịu đựng, lại nghe mộ dung khác hứa tha chết, nên tự trói mình ra hàng.